Chương 693, cố tình bày nghi trận. Chẳng qua chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Tần Tinh chậm rãi tự mình hướng về mới vừa tiến vào mộng cảnh thời điểm vị trí đi tới, thẳng đến sau khi ngồi xuống mới bình tĩnh nói, nếu mà ngươi cho ta mộng yểm chi thuật không có vấn đề, như vậy ngươi liền có thể đem chuyện vừa rồi làm một giấc mộng. Tần Tinh kia nhìn như bình thường lời nói, chính là để cho Tưởng Duệ thân thể đột nhiên ngẩn ra, sau lưng cũng là lặng lẽ ướt đẫm. Hắn biết rõ, Tần Tinh còn có một câu nói không có nói ra nếu như mình cho tần tinh mộng yểm chi thuật có vấn đề mà nói, như vậy mình mệnh tinh, chỉ sợ cũng phải có cái gì bất chắc rồi. Cho dù hắn là người ngu, hắn cũng có thể nhìn ra, vừa mới mình mệnh tinh bị tần tinh trên đỉnh đầu hiện ra bàn cờ cắn nuốt, tất nhiên là tần tinh đối với mình mệnh tinh dở cho gì. Bất quá, tưởng duệ rất nhanh đã khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười nói, thiên huynh đệ đối với ta có ân cứu mạng, ta đương nhiên không có khả năng lấy giả mộng yểm chi thuật cho ngươi, yên tâm, nhất định là thật, nếu mà thiên huynh đệ lúc tu luyện cảm thấy có gì không đúng, như vậy tùy thời có thể tới tìm ta. Tần tinh nhìn chằm chằm tưởng duệ một cái, cũng không có nhận hắn những lời này, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, người đã trải qua giết, người cũng nên tỉnh. Nhìn đến nhắm mắt lại tần tinh, tưởng duệ trên mặt tuy rằng vẫn mang theo tươi cười, nhưng mà trong mắt chính là lóe lên một đạo sát cơ, thầm nghĩ nói, không biết hắn cuối cùng đối với mệnh tinh ta dở cho gì, bất qua hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta mộng đạo tông mộng yểm chi thuật, Cùng mệnh tinh chặt chẽ tương liên, chờ ta khôi phục thực lực, trở lại bên trong tông sau đó, nhất định có thể tìm hiểu rõ ràng. Coi như không làm rõ được, cùng lắm thì ta trước một bước đem ngươi giết, một dạng có thể nhất lao vĩnh giật. Nghĩ tới đây, Tưởng Duệ đồng dạng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hướng theo Tưởng Duệ nhắm mắt, Tần Tinh nhất thời cũng cảm giác được cánh tay mình bị người dùng gắt gao bắt lấy, mở mắt, phát hiện bắt lấy mình chi nhân, vẫn còn ở mặt đầy khẩn trương nhìn chung quanh. Tự nhiên, người này chính là La Bằng Tần tinh khẽ cao mày nói, là bằng, người đang làm gì? Nghe được tần tinh âm thanh, là bằng bị hoảng sợ trực tiếp nhảy dựng lên, xoay đầu lại, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng quá đổi chi sắc nói, đại ca, người đã tỉnh a à? Làm ta sợ muốn chết, vừa mới các người đột nhiên đều ngủ thiếp, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh, sau đó ngay sau đó, ba người kia lại cái này tiếp theo cái kia đột nhiên biến mất, ta lo lắng ngươi cũng biết biến mất, cho nên nắm chặt ngươi, may mà ngươi rốt cuộc tỉnh. Là bằng tuy rằng nói lại nhảy, nhưng mà đơn giản chất phác lời nói, chính là nói ra nội tâm của hắn đối với tần tinh quan tâm, cũng để cho tần tinh không nén nổi cười một tiếng nói tiểu tử ngốc. Cười quy cười, tần tinh chính là vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái la bằng đầu, mặt đầy nghiêm mặt nói yên tâm đi, đại ca không lại đột nhiên biến mất. La bằng cũng là tết miệng cười một tiếng, gật đầu liên tục nói ân ân, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần tinh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy nơi không xa, tưởng duệ vẫn ngồi dưới đất, mà thường cao vinh đám ba người, Chính là đã tan biến không còn dấu tích. Hiển nhiên là bởi vì tại tưởng duệ trong mộng, bọn họ thi thể bị mình thu vào, cho nên tại đây trong thế giới hiện thực, bọn họ cũng chỉ giống như là bằng nhìn thấy loại này, đột nhiên biến mất. Không thể không nói, tự thể nghiệm rồi một hồi đây mộng yểm chi thuật, thật đúng là đưa tới tần tinh nồng hậu hứng thú. Thuật này, quả nhiên thần kỳ. Đang lúc này, tưởng duệ cũng vừa vặn xoay đầu lại nhìn đến tần tinh nói, thiên huynh đệ, hôm nay bản nguyên tinh vực ở trước mắt, người còn không tiến nhập sao. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta còn có chút việc, Tương huynh có thể yên tâm, hôm nay chúng ta là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, ngươi có thể tại đây an tâm điều tức, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Tần Tinh đương nhiên hiểu rõ, tưởng duệ muốn ở chỗ này trước tiên đem khôi phục thực lực, mà mình không rời đi, hắn khẳng định không yên tâm. Bất quá, bản thân cũng đồng dạng cần phải ở chỗ này làm thật đầy đủ chuẩn bị, dù sao cũng không ai biết, một khi bước vào bản nguyên tinh vực, sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải bảo đảm mình nằm ở trạng thái đỉnh phong. Vì vậy mà, tần tinh cũng sẽ không để ý tới tưởng duệ, tỏ ý là bằng lui về phía sau một điểm. Ngay sau đó, thường cao vinh ba người thi thể liền xuất hiện ở trên mặt đất, mà nhìn thấy ba cổ thi thể, là bằng sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá lại nhìn thấy vô cùng yên lặng tần tinh, là bằng tự nhiên biết, nguyên lai like ba người này biến mất, trên thực tế là bị tần tinh giết đi. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Tần Tinh hảo hảo đưa bọn họ thi thể cầm ra làm gì? Nơi không xa, Tưởng Duệ đồng dạng là đầu óc mơ hồ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh hoàn toàn khi hai người không tồn tại, vẫy tay, ba cổ thi thể trên chữ vật tinh khí lập tức tự động bay đến trong tay hắn, ít nhất có mấy chục cái nhiều lắm là, mà hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tất cả đều ném cho La Bằng nói, "Tặng ngươi." La Bằng nâng một đống chữ vật tinh khí, mặt đầy trợn mắt hốc ngồm, cơ hồ nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Ba tên Nam Vân trở lên tinh quân cao thủ, mang chữ vật tinh khí bên trong, tất nhiên cất giấu không ít thứ tốt, chính là tần tinh thậm chí ngay cả không thèm nhìn, liền trực tiếp đưa cho mình. Đừng nói là bằng rồi, ngay cả tưởng duệ đều là trợn tròn cặp mắt, hiển nhiên là khó có thể tin, trong thiên hạ này vậy mà thật có hào phóng như vậy người. Phục hồi tinh thần lại sau đó là bằng cấp bách vội mở miệng nói, đại ca, ta không. Không đợi hắn nói xong, tần tinh chính là đã ngắt lời nói, liền làm đại ca đưa cho ngươi quà ra mắt, Ngươi nếu không thu dưới, chính là xem thường đại ca. Ta, là bằng hốc mắt đỏ lên, đem phía sau mà nói nuốt trở vào, lặng lẽ đem các loại chữ vật tinh khí đều thu vào. Tần tinh cũng không nói thêm gì nữa, lại là vẫy tay, chó điên thi thể bình thường bay đến trước mặt hắn, treo lơ lửng giữa trời mà nằm. Ngay sau đó, tần tinh dương tay một cái, một đám lửa bay thẳng đến chó điên trên thi thể, đồng thời tinh hồn chi lực cũng là đem thi thể từ trong ra ngoài hoàn toàn bao phủ tần tinh cái này tự nhiên là đang luyện chế khôi lỗi. Mà hắn không chút nào che giấu, cố ý ngay trước tưởng rời mặt luyện chế, một mặt là muốn chấn nhiếp đối phương, một mặt cũng là cố tình bày nghi trận, làm xáo trộn đối phương đối với thân phận của mình đánh giá. Quả nhiên, tưởng Duệ nhìn thấy tần tinh động tác, trên mặt lập tức lộ ra hiểu ra chi sắc, đồng thời trong lòng cũng là nói thầm, đây là luyện chế khôi lỗi, hắn dĩ nhiên là một vị khôi lỗi sư, bất quá lời như vậy, ngược lại dễ dàng hỏi thăm ra lai lịch của hắn rồi. Đối với luyện chế khôi lỗi, Tần Tinh đã là lô hỏa thuần thanh, nhất là bây giờ hắn đối với hỏa chi lực khống chế, cơ hồ đều đến đạt tới đỉnh cao trình độ, cho nên ba cổ thi thể, thậm chí bao gồm Thanh Quỷ Thanh Hoa thi thể tại bên trong, gần mất hắn nửa ngày thời gian, liền toàn bộ đã luyện chế xong thành. Tiếp đó, Tần Tinh tại thi thể trước ngực khắc xuống tinh trận, hơn nữa khảm nạm vào một khối cực phẩm tinh thạch, cuối cùng phân ra ba đạo tinh hồn, phân biệt giấu vào ba bộ khôi lỗi trong cơ thể. Hướng theo ba bộ khôi lỗi bất thình lình mở mắt, ba đạo khí tức âm lãnh lập tức lan tràn ra, thế cho nên toàn bộ trong rừng trúc phảng phất đều bao phủ lên một luồng u ám bầu không khí. Thậm chí bị ba bộ khôi lỗi đồng thời nhìn lướt qua tưởng duệ, đều không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu như bây giờ tần tinh muốn giết hắn, thật là dễ như trở bàn tay, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Nhìn đến ba bộ khôi lỗi, tần tinh cũng là thoáng thở phào nhẹ nhóm, tại bản này nguyên trong tinh vực, mình cuối cùng cũng lại thêm một điểm lực tự bảo vệ tuy rằng khôi lỗi nhục thân không đủ mạnh cứng rắn nhưng mà ít nhất có thể đủ phát huy ra bọn họ lúc còn sống thực lực tay vung lên đưa chúng nó tất cả đều thu vào sau đó tần tinh cũng đứng dậy hướng về phía cũng sớm đã nhìn sững sờ la bằng nói la bằng chúng ta đi nga nga la bằng vội vã trả lời đáp một tiếng nhìn về phía tần tinh trong con mắt tràn đầy sùng bái hiển nhiên hắn căn bản không có ngờ tới mình trong lúc vô tình nhận vị đại ca này thật không ngờ cường đại thế này tần tinh mang theo la bằng hướng về kia cuối cùng 10 trượng đạo đường đi tới, đi qua tưởng duệ phía trước thời điểm, tần tinh khẽ mỉm cười nói, tương huynh, kia con cự mãng liền đưa cho ngươi, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta còn có thể giống như hôm nay loại này. Cái kia bị thường cao vinh dùng để quấn chặt lấy tưởng duệ ngũ thải cự mãng, tất nhiên cũng không phải là phàm vật, mà tần tinh giết chết ba người bọn họ, lại không nhìn thấy con cự mãng này, tự nhiên biết chắc là bị tưởng duệ ngầm thu lên. Lúc này cố ý vạch trần, vì chính là cảnh cáo tưởng duệ, nếu như có người đến vì thường cao vinh và người khác báo thù, như vậy người tưởng duệ cũng thoát không khỏi liên quan. Nhìn đến tần tinh bóng lưng, tưởng duệ mấy lần có đến muốn mở miệng gọi hắn lại kích động, bởi vì hắn cho tần tinh mộng yểm chi thuật, hẳn là có vấn đề. Tại thấy được tần tinh liên tiếp hành vi sau đó, tưởng duệ không thể không thừa nhận, mình đối với cái này tên là thiên tần người trẻ tuổi, có một tia kiêng kỵ sâu đậm. Lòng dạ ác độc, can đảm cẩn trọng, quả cảm dũng mãnh lãnh khóc vô tình. Cùng một người như vậy trở thành địch nhân, thật không phải là cái gì quyết định sáng suốt. Bất quá, tưởng duệ miệng cuối cùng cũng không có mở ra, liền mục đích như vậy đưa tần tinh cùng la bằng hai người, đi ra mảnh rừng trúc này. mươi 694, tiến nhập tinh vực, từ rừng trúc bước ra một bước cuối cùng sau đó, tần tinh trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Vừa mới tại phù văn chi môn ở ngoài trông thấy vùng này rực rỡ tinh không, hôm nay đang ở trước mắt. Một khỏa kia khỏa tản ra đủ mọi màu sắc quang mang tinh thần, kia từng đạo từ tinh không bên trong xẹt qua tu sĩ cùng đặc biệt công cụ giao thông, đã là gần trong gang tắc, tựa hồ có thể đụng tay đến. Còn có bốn phía rồi rào hùng hậu tinh khí, cho dù chỉ là thâm sâu hút vào một ngụm, đều có thể khiến người ta cảm thấy tu vi tựa hồ có đến hơi đề thăng. Đây chính là bản nguyên tinh vực, thiên địa sinh ra ban đầu tạo thành thứ một phiến tinh không, tòa thứ nhất tinh vực. Khó trách tại đây sẽ trở thành liền toàn bộ tu sĩ đều chen lấn đến trước địa phương, tại đây hẳn là thánh địa tu hành. Trước mắt hết thảy các thứ này, đối với tần tinh lại nói đều là cực kỳ xa lạ thế cho nên vào giờ phút này hắn trong lòng vậy mà hiếm thấy xuất hiện vẻ khẩn trương bất quá khi hắn nhìn thấy bên người chẳng những không có cảm thấy khẩn trương ngược lại đang lấy hưng phấn cùng ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá bốn phía la bằng tần tinh không nén nổi phát ra tự diếu cười một tiếng mình thật là thực lực càng mạnh lá gan càng nhỏ rồi mà cái ý niệm này toát ra để cho trong lòng của hắn khẩn trương cũng là nhất thời không còn sót lại chút gì hắn có thể đủ lĩnh hội la bằng lúc này tâm thái bởi vì la bằng tu vi không cao biết rõ đồ vật không nhiều chính gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp vô tri cũng chỉ không sợ mà như chính mình loại này đã biết được rất nhiều người cố gắng cả đời cũng sẽ không biết được sự tình sau đó khi gặp lại mình chưa từng thấy qua cảnh tượng thời điểm trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chủng lòng kính sợ cho nên mới khẩn trương nếu liền la bằng đều không cảm thấy khẩn trương mình lại có cái gì thật khẩn trương đứng tại bầu trời bên người không ngừng có đến tu sĩ bay qua, nhưng mà lại căn bản không người nào để ý đến hai người bọn họ, nhiều nhất chính là nhàn nhạt quét dọn một cái, trong mắt có lẽ có bình thường, có lẽ sẽ xen lẫn một tia miệt thị, nhưng bất kể nói thế nào, không có ai sẽ hướng bọn hắn có đến quá nhiều chú ý. Tần tinh tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới người khác, mà là chuẩn bị hướng về phía thiên cơ tử hỏi thăm một chút, mình bước đầu tiên nên đi trước hướng nơi nào. Bất quá, không đợi hắn hỏi thăm, La Bằng đã kéo hắn lại cánh tay nói, đại ca, chúng ta đi trước Thánh Thành đi. Thánh Thành, Tần Tinh hơi sừng sờ, không biết đây là địa phương nào, bất quá hắn lại ý thức được, kỳ thực La Bằng đối với bản nguyên tinh vực hiểu rõ cũng không ít, cùng đi hỏi thiên cơ tử, chẳng hỏi La Bằng rồi. Huống chi, tại Tần Tinh tâm lý, hẳn là đem La Bằng khi thành đệ để tiếp đái, cho nên cũng không cần có cái gì ngại ngùng, dứt khoát hỏi La Bằng, người một vốn một lời nguyên tinh vực hiểu rất rõ sao. La Bằng trên mặt lóe lên một tia ảm đạm, cấp giọng nói không tính là hiểu rất rõ bởi vì ta ca ca rất hướng tới tại đây thường thường thu thập liên quan tới tại đây tình huống sau đó nói cho ta nghe cho nên ta hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít chuyện nhìn thấy mình vấn đề xúc động la bằng chuyện thương tâm tần tinh trong lòng cũng là có đến một điểm ấy náy vội vã chuyển hướng để tài nói vậy người có thể hay không cùng ta nói một chút tại đây tình huống ta đối với nơi này chính là không biết gì cả a à. tại la bằng trong lòng đối với tần tinh là cực kỳ sùng bái cho là mình người đại ca này, nhất định chính là không gì làm không được, nhưng mà không nghĩ đến, đại ca đối với bản nguyên tinh vực vậy mà không biết gì cả, là bằng chẳng những không có chê cười hắn, ngược lại cảm thấy rốt cuộc đến phiên mình biểu hiện một chút rồi, ngay sau đó vội vã hào hứng bắt đầu đem những gì mình biết sự tình, hết thảy nói ra. Bản nguyên tinh vực minh mông bao la, có lẽ chính là bởi vì tại đây với tư cách các loại sức mạnh bản nguyên chỗ tại, cho nên dẫn đến tại đây cũng là tràn đầy thần bí. Lớn nhất thần bí, chính là cho đến bây giờ, cũng không có ai biết bản nguyên tinh vực rốt cuộc có bao nhiêu. Tại bản nguyên trong tinh vực, có rất nhiều nơi, đều chưa từng có thứ gì sinh mệnh giao thiệp với trong đó. Nghe nói, tại chỗ có tu sĩ cùng dưới sự nỗ lực, vừa vặn mới thăm dò bản nguyên tinh vực một nửa tinh không, mà một nửa kia tinh không, tất hoàn toàn là bí mật. Cái này ở tần tinh nghe tới, thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng, mặc dù nói tinh vực diện tích xác thực cực lớn, nhưng mà bản nguyên tinh vực tàng long ngọa hổ, cao thủ rất nhiều, hơn nữa thời gian tồn tại cũng là cực kỳ lâu đời, có thể vẫn còn có một nửa tinh không chưa từng giao thiệp với qua. Kia mảnh tinh vực này diện tích, rốt cuộc có bao nhiêu? Kia một nửa chưa từng bị sinh mệnh giao thiệp với tinh không bên trong, vừa có cái gì? Ngoại trừ cái này lớn nhất thần bí ra, cái thứ hai địa phương thần bí, chính là bản này nguyên tinh vực tinh không bên trong, đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Một ít nhìn qua rất là bình thường địa phương, thường thường rất có thể chính là một chỗ trí mạng cạm bẫy hoặc mai phục một khi tiến vào bên trong, thật là cửu tử nhất sinh. Những cạm bẫy này hoặc mai phục, cũng có đủ loại cách nói, có nói, bên trong có dấu khủng bố quái thú, có nói, bên trong là vết nứt không gian, tóm lại là mỗi người nói một kiểu. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, những cạm bẫy này hoặc là mai phục, cũng không phải là bởi vì bố trí ra, mà là tự nhiên hình thành. Mặc dù cũng từng có cao thủ dắt tay nhau mà ra, muốn giải quyết triệt để sạch những nguy hiểm này, nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì những tạm bẫy này hoặc mai phục, vậy mà lại di chuyển. Nói thí dụ như có người đột nhiên tại một chỗ tinh không bên trong tan biến không còn dấu tích, khi cao thủ lúc chạy tới sau khi, lại phát hiện chỗ này tinh không căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, vô luận như thế nào đi nữa trải qua, cũng sẽ không biến mất. Bất quá, chỉ cần thân ở trong tinh thần, liền không cần lo lắng sẽ gặp phải những nguy hiểm này. Tuy rằng những tinh vực khác thuộc về bên trong lưu truyền mỗi một loại sức mạnh đều là bắt nguồn ở tại đây. Nhưng mà cũng không phải có nghĩa là mảnh tinh vực này bên trong mỗi một viên tinh thần đều là bản nguyên chi tinh. Trên thực tế, bản nguyên chi tinh chỉ là cực kỳ ít ỏi một phần, tại đây tuyệt đại đa số tinh thần cùng những tinh vực khác trong tinh thần đều không có gì khác biệt. Bất quá, nếu muốn tiến nhập bản nguyên chi tinh, nhất định phải thu được cho phép, nếu mà mật dám xông vào mà nói, như vậy không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều sẽ gặp phải truy sát. Một số năm lúc trước bản nguyên trong tinh vực đã từng phát sinh qua một kiện oanh động tinh vực sự tình. Chín tên tinh hoàng liên thủ, muốn xông vào một quả bản nguyên chi tinh, kết quả tại chỗ bị đánh chết bốn người, bốn người khác không đợi ly khai bản nguyên tinh vực cũng đồng dạng bị đánh chết. Duy nhất thành công thoát đi bản nguyên tinh vực vì tinh hoàng kia, không lâu sau, vậy mà đột tử trong nhà, tuy rằng không có người có thể chứng minh hung thủ là ai, nhưng mà mọi người đều là lòng biết rõ, tất nhiên là bản nguyên tinh vực phái người đem giết chết, gian đe. Từ đó về sau, Liên không còn có người dám mạnh mẽ tự tiện xông vào bản nguyên chi tinh rồi. Về phần thánh thành thì tương đương với bản nguyên tinh vực hoàng thành, là mảnh tinh vực này chân chính trưởng khống giả nhóm liên hợp xây dựng lên đến một nơi. Toàn bộ cho phép đều là từ bên trong tòa thánh thành phát ra, vì vậy mà toàn bộ đi tới bản nguyên tinh vực người, cái thứ nhất muốn đi địa phương đều tất nhiên là thánh thành. Ngoại trừ cho phép ra, thánh thành kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với là tinh tu chi thành trong đó có đến đủ loại đối với các tu sĩ lại nói cực kỳ chân quý đủ loại tu hành tài nguyên. Bởi vì làm bản nguyên trong tinh vực, không có nhân loại bình thường, người người đều là tinh tu, thậm chí ngay cả thú loại, so với những tinh vực khác thú loại, cũng đều phải nhiều hơn mấy phần linh tính, cho nên tại đây tu hành tài nghệ thật là vượt quá bất kỳ tròm sao nào, thậm chí ngay cả ban đầu tử vi tinh vực cũng so ra kém tại đây. Hội tụ nhiều như vậy tu sĩ cường đại thánh thành, có thể tưởng tượng được, tại đây tu hành tài nguyên phong phú giàu, cái gì cần có đều có, đây cũng là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ một nguyên nhân khác tóm lại người muốn bất kỳ vật gì nhớ kỹ là chân chính bất kỳ vật gì tại bên trong tòa thánh thành cũng có thể tìm ra đương nhiên tìm ra quy tìm ra muốn chân chính đạt được còn nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới mà cái này đại giới ngoại trừ linh thạch ra chân chính đổ đáng tiền chính là mệnh thạch mệnh thạch ngay tại tần tinh năm khắp nơi hai chữ này thời điểm trong đầu cũng vang lên thiên cơ tử âm thanh, tần tinh, người thật giống như bị người theo dõi. chương 695, đi tới Thánh Thành, thiên cơ tử đột nhiên đề tỉnh, để cho tần tinh trong mắt lóe lên một tia ác liệt, tinh hồn chi lực lập tức hướng về bốn phương tám hướng liên tục không ngừng lan tràn lái đi. Tại tần tinh nghĩ đến, mình lần đầu kéo trở đến bản nguyên tinh vực, chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống, căn bản không thể nào biết dẫn tới người khác chú ý. Nếu như có người sẽ chú ý tới mình mà nói, vậy chỉ có hai người, một cái là tưởng duệ một cái khác chính là từ trong rừng trúc chạy trốn kia duy nhất tấm khiên thịt người tưởng duệ hiện tại khẳng định vẫn còn ở trong rừng trúc điều tức như vậy chú ý tới mình người chỉ có thể là cái kia chạy trốn tấm khiên thịt người chỉ là người kia thực lực chẳng qua chỉ là chỉ là tinh vương tần tinh còn thật không có đem hắn coi ra gì nếu đối phương dám chú ý mình dứt khoát như vậy liền giết hắn quên đi nhưng mà thiên cơ tử chính là nói tiếp ngươi không cần thối lại để mắt tới ngươi người, người lấy người tinh hồn chi lực còn không phát hiện được thực lực của hắn so sánh tố vân cũng mạnh hơn không ít so sánh tố vân còn mạnh hơn vậy liền ít nhất là tinh hoàng cao thủ cái này khiến tần tinh không nén nổi âm thầm nhíu mày vì sao tinh hoàng cao thủ sẽ quái lạ để mắt tới mình chẳng lẽ là sở bất phàm nếu chu khải là đem chính mình cùng hắn đồng thời đưa đến bản nguyên tinh vực như vậy ngược lại rất có thể hắn cũng xông qua phố văn cửa vào hơn nữa ngay tại mình phụ cận không phải hắn cái người này chỉ là đem một tia tinh hồn chi lực thả ở trên thân thể ngươi, hắn bản tôn ở đâu, ngay cả chúng ta tạm thời đều không cách nào phát hiện, tóm lại tạm thời ngươi cũng không cần đi quản hắn khỉ gió rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý." Ừ, Tần Tinh khẽ gật đầu một cái nói, chẳng cần biết hắn là ai, nếu mà hắn không có ác ý, vậy coi như xong, nếu quả thật là muốn đối với ta có mưu đồ mà nói, vậy ta sẽ không để ý để cho bản này nguyên tinh vực biết rõ Tần Tinh ta chi danh." Tần Tinh trong lòng đã động sát tâm, đổi thành ai vừa mới bước vào một cái xa lạ trong khu vực, liền bị tinh hoàng cao thủ để mắt tới, cũng sẽ không là cái vui vẻ sự tình. Đang lúc này, là bằng lôi kéo tần tinh nói, đại ca, chúng ta bây giờ có phải hay không đi trước thánh thành? Được, trước hết đi thánh thành nhìn một chút, đến đâu thì hay đến đó. Từ la bằng trong miệng một vốn một lời nguyên tinh vực có hiểu biết sau đó, tần tinh đối với tại đây cũng là có lòng hiếu kỳ, Hắn ngã không muốn thu được cái gì bản nguyên truyền thừa, chỉ có điều thuần túy muốn phải xem thử xem. Mặt khác, có lẽ tại đây có thể lần nữa gặp phải Lý Nho. Ngay sau đó, Tần Tinh cùng La Bằng hai người liền tại tinh không này bên trong, hướng về thánh thành phương hướng chạy tới. Tuy rằng hai người đều là lần đầu tiên tới tại đây, cũng không ai biết thánh thành cuối cùng ở đâu, nhưng là căn bản không cần hỏi cũng không cần tìm, chỉ cần đi theo đại bộ đội đi, liền khẳng định không có sai. Bởi vì vì tất cả tiến nhập tại đây tu sĩ chạm thứ nhất muốn đi địa phương đều là thánh thành trên đường đi tần tinh cố ý thu liếm khí tức hiển lộ ra mình sáu bước tinh vương chân thực cảnh giới mang theo la bằng xa xa rơi tại đại bộ đội phía sau không nhanh không chậm phi hành tự nhiên hai người bọn họ thực lực như vậy căn bản không có khả năng dẫn tới bất luận người nào chú ý thậm chí đều khinh thường ở tại lấn phụ bọn họ ngoại trừ cái kia vẫn đang ngó chừng hắn tinh hoàng ra bất quá cái kia tinh hoàng nếu từ đầu đến cuối không có động tác Tần Tinh cũng chỉ thật coi hắn không tồn tại, căn bản không để ý tới, chỉ là cùng La Bằng cười cười nói nói, nhiễm nhiên liền như là một đôi chân chính huynh đệ một dạng. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng, mình nếu đều thành công tiến vào bản nguyên tinh vực, như vậy tất nhiên sẽ được đưa đến khoảng cách Thánh Thành không xa địa phương, nhưng là khi hắn và La Bằng tại tinh không này bên trong bay nửa tháng sau, vậy mà đều còn không nhìn thấy Thánh Thành ảnh từ thời điểm, hắn mới biết, mình thật sự là xem thường tòa Thánh Thành này tầm quan trọng. Bất đắc dĩ Tần tinh không thể không hướng về phía người hỏi thăm một chút, lúc này mới biết, lấy hắn hiện tại tốc độ, muốn muốn đến thánh thành, ít nhất còn cần 3 tháng. Kỳ thực nếu mà tần tinh thật triển lộ ra thực lực chân chính, lại kết hợp cấm thuật mà nói, nhiều nhất một tháng liền có thể đến tới, bất quá cân nhắc đã có la bằng cùng cái kia âm thầm nhìn mình chầm chầm tinh hoàng, tần tinh cũng chỉ có thể duy trì hiện tại tốc độ. Liên loại này, lại là thời gian một tháng đi qua, tần tinh đã dần dần thói quen loại này đi đường, lúc mới bắt đầu sau khi mặc dù sẽ có chút buồn tẻ, nhưng mà kỳ thực đây buồn tẻ quá trình, làm sao không phải là một loại tu luyện. Về phần La Bằng, tất xa còn lâu mới có được tần tinh loại tâm tính này, dù sao hắn mới chỉ có 15, 16 tuổi, cái tuổi này hắn, có đến người thiếu niên nên có dư thừa sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Khi hắn biết rõ Tần Tinh không thích lúc nói chuyện, vui thật náo nhiệt hắn, không nén nổi liền thử bắt đầu cùng những tu sĩ khác trao đổi. Đối với lần này, Tần Tinh nhìn ở trong mắt, cũng không có ngăn trở, ngược lại là mang theo vui mừng ngầm cho phép đến La Bằng cử động. Tuy rằng hắn đem La Bằng làm đệ đệ mình tiếp đái, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, mình không có khả năng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. La Bằng có đường của hắn phải đi, bản thân cũng có mình đường phải đi, một ngày nào đó, mình biết cùng hắn tách ra. Như vậy, không bằng liền thừa dịp mình ở bên cạnh hắn thời điểm, buông tay để cho hắn đi sông vào, để cho hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, loại này cho dù hắn gây ra tai họa, trêu chọc phải không chọc nổi người, ít nhất còn có mình có thể cho hắn chỗ dựa, giúp hắn giải quyết, cũng để cho hắn có thể quá nhiều thu được một ít quý báu từng trải. Thực lực cường đại tuy quan trọng, nhưng mà phong phú từng trải, tại rất nhiều lúc, thậm chí so sánh thực lực còn trọng yếu hơn. Dần dần, là bằng cùng đồng hành rất nhiều tu sĩ cũng thuộc lạc, hơn nữa nhận thức mấy cái niên kỳ tương đương bằng hiếu. Mấy cái này bằng hiếu nữ có nam có, đều là 15-16 tuổi, đi theo gia tộc hoặc là tông phái các trưởng bối cùng đi đến bản nguyên tinh vực, tuy rằng thực lực là cao thấp không đều, nhưng đều so sánh la bằng mạnh hơn. Tương đương nhiên kỷ, để cho mấy người bọn hắn sống chung coi như không tệ, đặc biệt là một cái trong đó gọi là Mai Lan con gái đứa bé, cùng la bằng đi gần vô cùng. Tần tinh có thể nhìn ra được, cái này dài tuy rằng không tính thật xinh đẹp, nhưng mà có đến hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu nữ hải đối với la bằng có hảo cảm, mà la bằng hiển nhiên cũng đúng nữ hải có ý tứ, chỉ là lại luôn vô tình hay cố ý ẩn núp nữ hải đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt tần tinh không nén nổi có chút buồn cười mới đầu hắn còn tưởng rằng là la bằng ngại ngùng nhưng mà có thiên thật sự là rảnh rỗi đến phát chán rồi liền lặng lẽ hỏi thăm la bằng tại sao phải ẩn núp mai lan nhi sau đó hắn mới biết nguyên nhân nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản sau cái chữ là có thể khái quát không môn đăng hộ đối mai lan nhi một người tên là mai hoa tông tông phái con gái tông chủ ngoại trừ nàng bản thân đã là ba bước tinh vương thực lực ra mai hoa tổng vậy mà cùng bản nguyên trong tinh vực một cái cường đại gia tộc có đến một chút quan hệ có thể tính là bối cảnh thâm hậu lần này tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên đi theo trưởng bối đi tới bản nguyên tinh vực nhưng trên thực tế là đến thăm người thân mà la bằng đâu lẻ loi hiu quạch không chỗ nương tựa thực lực thấp kém nếu mà không phải gặp được tần tinh hiện tại sợ rằng đều đã chết tại cái rừng trúc kia thuộc về bên trong tuy rằng la bằng cũng biết mai lan nhi yêu thích mình nhưng mà nhưng trong lòng thì có đến mãnh liệt tự ti cảm giác mình căn bản không xứng với đối phương, cho nên mới cố ý né tránh. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ là cho ra một câu đơn giản mà nói, đại ca cho ngươi chỗ dựa. Tuy rằng La Bằng đối với Tần Tinh, tuyệt đối là vô điều kiện sùng bái và tiến nhiệm, nhưng mà tại loại này chuyện lên, lại cũng là có chút điểm không tin được Tần Tinh hứa hẹn, lại thêm hắn cũng không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình, cho Tần Tinh chiêu chọc tới không cần thiết phiền toái, cho nên vẫn chậm chạp không có hành động. Tần Tinh cũng sẽ không lại qua hỏi chuyện này, bởi vì nếu cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không đi bắt ở, đó thật là không được ta. Một ngày này, một đám người chính tại vừa nói vừa cười phi hành, Tần Tinh thân hình chính là đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, gắt cao nhìn chằm chằm phía trước mọi người sắp trải qua một chỗ tinh không, quát lớn, đều dừng lại. Chương 696, chuyện riêng quan trọng. Làm sao? Nghe được Tần Tinh mà nói, một nhóm hơn 30 người không khỏi toàn bộ đều ngừng lại, từng người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tần Tinh. Tuy rằng tần tinh rất ít nói chuyện, hiển lộ ra tu vi cảnh giới cũng chỉ là sáu bước tinh vương, nhưng là bởi vì bọn nhỏ rất yêu thích hắn, cho nên những trưởng bối này đối với tần tinh cũng khá lịch sự. Đặc biệt là la bằng, mặc kệ cùng hắn làm sao đùa, hắn đều sẽ không tức giận, nhưng mà chỉ cần có người dám nói một câu tần tinh không tốt, hắn liền dám liều mạng với ngươi. Vì vậy mà, tần tinh để bọn hắn ngừng, bọn họ cũng chỉ ngừng lại. Tần tinh trên mặt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm vùng tinh không kia nói, ta cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần sức lực, rất có thể chính là một chỗ cạm bẫy. Tất cả mọi người đều biết rõ, bản nguyên tinh vực tinh không tuy rằng nhìn qua vô cùng mỹ lệ, nhưng mà trong đó lại cất giấu tất cả tự nhiên hình thành cạm bẫy cùng mai phục. Lúc mới bắt đầu sau khi, tất cả mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí phi hành, nhưng mà hướng theo một lúc sau, thủy chung là bình an vô sự, mọi người lòng cảnh giác tự nhiên cũng buông lỏng xuống. Cho dù hiện tại tần tinh chỉ ra phía trước tinh không có thể là cảm bấy, nhưng mà đại bộ phận người nhưng đều là có chút không tin, vội vã từng người lấy tinh hồn chi lực quét qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, không nén nổi thất trụy bát thiệt nói không thể nào đâu, một đi ngang qua đến đều không có bất kỳ chuyện, tại đây liền xuất hiện cảm bấy. Đúng vậy a, à, thiên tiểu hiếu, có phải hay không là ngươi cảm giác sai lầm? Ta xem đó rất bình thường a, à. chỉ có là bằng kiên định nói, đại ca nói khẳng định không sai, lý do an toàn chúng ta vẫn là đi vòng qua đi, ngược lại cũng nhiều đi không được bao nhiêu đường. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, tần tinh trong mắt tinh quang đột nhiên chợt lóe, phất ống tay áo một cái, một luồng mạnh mẽ vô cùng gió lốc lập tức thành hình, bọc lại tất cả mọi người, mạnh mẽ đưa bọn họ tất cả đều kéo về phía sau kéo ra rồi gần 10 trượng khoảng cách, đồng thời miệng quát mau lui lại, nó tại hướng về phía chúng ta bên này di chuyển. Vừa nói, tần tinh vẫn còn tại nhanh chóng lùi về phía sau. Trong nháy mắt, Tần tinh lấy bản thân một người lực lược, lược, vậy mà mang theo tất cả mọi người lui về phía sau trăm trượng xa, mà mọi người thân ở gió lốc bọc quanh phía dưới, căn bản là không có cách phản kháng, từng cái từng cái đông dao động tây thoáng qua, tựa như cùng uống rượu say một dạng. Vừa vặn khi bọn hắn lùi về sau đồng thời, có đến năm tên tinh quân từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhìn thấy bọn họ bộ dáng, không nén nổi ha ha cười nói các ngươi làm cái gì vậy đâu. Là bằng lòng tốt nhắc nhở, vậy một bên có cặm bấy, chính tại hướng về bên này di chuyển, các ngươi không nên đi qua. Cảm bấy, một người tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường nói, thật là một đám tên nhà quê, lẽ nào các ngươi không rõ, lần này bản nguyên tinh vực mở ra, vì phòng ngừa cảm bẫy xuất hiện, đi thông thánh thành toàn bộ trên đường, đều có cao thủ một hơi tìm tòi qua, căn bản không có bất luận cái gì cảm bấy. Hắn một người đồng bọn chính là cười nói, với bọn hắn nói những này làm cái gì, loại này cơ mật sự tình, một loại người nơi nào có tư cách biết rõ, chúng ta đi chúng ta, không cần để ý tới bọn họ năm tên tinh quân mặt lộ cười nhạo chi sắc, từ bên người mọi người trải qua, mà bởi vì bọn hắn ngắt lời, cũng để cho mọi người bỏ quên tần tinh có thể lấy sức một mình kéo theo mình nhiều người như vậy rời khỏi trăm trượng xa sự thật. Thậm chí có người còn không nhịn được oán trách tần tinh nói, thiên tiểu hiếu, ngươi cẩn thận quá mức đi, ta liền nói không có khả năng có cạm bẫy. Đúng vậy, hiện tại ngược lại tốt, cạm bẫy không có gặp phải, ngược lại bị người khác chê cười. Đột nhiên, Mai Lan nhì sắc nhọn kêu thành tiếng nói, không tốt, các ngươi mau nhìn thanh âm bén nhọn, để cho mọi người cấp bách bận rộn xoay đầu lại, nhìn về phía phương xa bên kia tần tinh vừa mới dẫn bọn hắn cách xa tinh không, lúc này đó trống rỗng, không thiếu thứ gì. Sừng sốt một chút sau đó, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vậy, kia năm tên tu sĩ đâu? Tại sao không có, không có, toàn bộ cũng bị mất, lẽ nào đó thật là cạm bẫy, bọn họ đều bị cạm bẫy cắn nuốt mất rồi. Lần này, mọi người rốt cuộc ý thức được, đó, vậy mà thật là một chỗ cạm bấy, nếu không mà nói, Năm tên tinh quân tu sĩ, tại sao sẽ ở trong nháy mắt liền quái lạ biến mất? Mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi, đặc biệt là mới vừa rồi còn đang oán trách Tần Tinh vài người, càng là sắc mặt đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu. Nếu mà không phải Tần Tinh, hiện tại biến mất nhất định là mình những người này. Tần Tinh lại là căn bản không có để ý tới mọi người, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vùng tinh không kia, mà trong đầu Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, người bại lộ như vậy thực lực có khả năng sẽ để cho bản thân ngươi lọt vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, dù sao người kia còn đang ngó chừng ngươi, hắn từ đầu đến cuối không có cử động, cũng không có nghĩa là hắn liền thật không biết ra tay với ngươi. Vừa mới trong nháy mắt, Tần Tinh vì cứu mọi người, không tiếc để lộ thực lực chân chính, rất có thể dẫn phát âm thầm theo dõi hắn vị tinh hoàng kia hứng thú. Đối với lần này, Tần Tinh chính là cũng không hối hận, bởi vì những người này đều là la bằng bằng hữu, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Nếu không mà nói, hắn sau này căn bản không có biện pháp đối mặt la bằng. bất quá tần tinh cũng không có trả lời thiên cơ tử mà là đang hỏi thăm tiểu hỏa nói tiểu hỏa người xác định vừa mới người ở đó bên trong cảm thấy một tia để người khí tức quen thuộc phải chủ nhân kia tia khí tức cùng ngọn lửa màu trắng kia rất giống bọn họ thật giống như đến từ cùng một nơi. nguyên lai like, phát hiện không hợp lý cũng không phải tần tinh mà là tiểu hỏa mà tiểu hỏa mặc dù có thể phát hiện tất là bởi vì từ chỗ kia nhìn qua cực kỳ bình thường tinh không bên trong, nó vậy mà cảm thấy cùng ngọn lửa màu trắng cực kỳ giống nhau khí tức. Tần Tinh hỏi tiếp, hiện tại, người xác định kia tia khí tức đã biến mất rồi. Ân, thôn phệ năm người kia sau đó liền biến mất, tốc độ vô cùng vô cùng nhanh. Tần Tinh tiếp tục lặng lẽ nhìn chằm chằm vùng tinh không kia chỉ chốc lát sau, trong lúc bất chợt thân hình chợt lóe, đi ở tất cả mọi người đằng trước, mãi đến bình an vô sự trải qua vùng tinh không kia sau đó, lúc này mới chuyển thân hướng mọi người nói, được rồi, không sao, cặm bẫy đã biến mất rồi. Nhìn thấy tần tinh chẳng những không có quái mình cùng người khác, ngược lại còn bất chấp nguy hiểm đi dò đường, cái này tự nhiên cũng để cho mọi người trong lòng càng thêm áy náy, cũng thế lặng lẽ liếc nhau một cái sau đó, Mai Lan Nhi đầu tiên đi đến tần tinh phía trước, đỏ mặt nói thiên đại ca, vừa mới thật xin lỗi. Có Mai Lan Nhi mở miệng, những đứa trẻ khác cũng là tại trưởng bối xô đẩy phía dưới, lần lượt đi tới, dối giết hướng về phía tần tinh nói xin lỗi. Nhìn đến những hài tử này, tần tinh khẽ mỉm cười nói, không có gì, các người đều là la bằng bằng hiếu, mọi người trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Tần tinh cũng không có đem công lao nắm ở trên người mình, mà là cố ý đề cập la bằng. Những hài tử này các trưởng bối, tự nhiên biết tần tinh trong lời nói ý tứ, không phải là hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ la bằng tốt, đem phần này ân cứu mạng báo đáp tại la bằng trên thân, chiếu cố một chút la bằng. Ngay tại tần tinh còn muốn nói chút lúc nào, trên mặt tươi vui chính là đột nhiên trong lúc đó lần nữa ngưng kết lại, hơn nữa hướng về phía mọi người vung tay lên nói, chư vị, ta có chút chuyện, sợ rằng tạm thời không có thể cùng các người đồng hành, các người đi trước, ta theo sau liền đến. Chẳng ai nghĩ tới tần tinh đã nói tốt, đột nhiên liền phải cùng mọi người tách ra, tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, la bằng càng là mặt đầy nghi ngờ nói, đại ca, người muốn đi đâu? Theo ta đến người cùng đi chứ? Tần tinh trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ ngưng trọng nói, đại ca có chút rất chuyện riêng quan trọng muốn làm, ngươi cùng bọn họ cùng đi, tại thánh thành chờ ta, ta xử lý xong sự tình sau đó, sẽ đi thánh thành tìm ngươi. La bằng vẫn kiên trì nói, đại ca, ta với ngươi cùng nhau. Không thể, tần tinh sắc mặt đột nhiên lạnh lẻo, nhưng nhìn đến la bằng kia đột nhiên ảm đạm xuống ánh mắt, không khỏi lại thả mềm thanh âm nói, la bằng, nghe đại ca mà nói. La bằng khẽ gật đầu một cái nói, đại ca, ta tại thánh thành chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Tần tinh gật đầu mạnh một cái, liền đối với những người khác chắp tay nói, các vị đạo hiếu, là bằng là đệ đệ ta, hy vọng chư vị giúp đỡ nhiều hơn chiếu theo nhìn một chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Một đường đồng hành đến bây giờ, hướng tới mọi người giữa vốn là có một chút tình cảm, lại thêm vừa mới tần tinh mới cứu tất cả mọi người mệnh, cho nên đối với tần tinh cái yêu cầu này, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã nhận được mọi người bảo đảm sau đó, Tần tinh cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ là bằng bả vai, thân hình chợt lóe, liền đột nhiên biến mất. La bằng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú tần tinh biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, đại ca, mặc kệ ngươi có cái gì chuyện riêng quan trọng, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, không lại đột nhiên biến mất, ngươi nhất định phải sống trở về. chương 697, Long trì chúng nhân, bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, tần tinh thân hình quả thực liền tựa như tia chớp, không ngừng xuất hiện, biến mất, xuất hiện, biến mất. Vào giờ phút này, hắn đã đem mình toàn bộ thực lực thi triển ra, thậm chí ngay cả cấm thuật đều đem ra hết, không chút nào đi để ý cái kia từ đầu đến cuối âm thầm nhìn mình chằm chằm tinh hoàng. Cảm nhận được Tần Tinh vô cùng lo lắng, ngay cả Thiên Cơ Tử và người khác đều không biết, Tần Tinh cuối cùng có đến cái gì chuyện riêng quan trọng, nhất định phải gấp gáp như vậy xử lý. "Tần Tinh, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" "Tần Thiên Tinh xảy ra chuyện." Tần Tinh sắc mặt ngưng trọng nói, "Có một đám thân mặc trường bào màu trắng, nhìn qua thập phần cao quý tu sĩ." tới tần thiên tinh, thực lực bọn hắn cực cao, mỗi cái đều là tinh quân trở lên tu vi, ta thôn vệ phân thân đã ly khai lưu tinh rồi. Nghe được cái này lại nói, thiên cơ tử và người khác rốt cuộc minh bạch tần tinh vì sao gấp gáp như vậy. Tuy rằng tần tinh hôm nay thân ở bản nguyên tinh vực, khoảng cách tần thiên tinh không biết có bao nhiêu xa khoảng cách xa, tuy rằng tần thiên tinh chỗ tại tinh không cũng đã mở ra vạn tinh giả thiên đại trận, nhưng mà, hắn và hai cái phân thân trong lúc đó liên hệ, lại từ đầu tới cuối duy trì đấy. Điều này cũng làm cho để cho có thể thông qua phân thân, biết được trên tần thiên tinh chuyện phát sinh. Vì vậy mà, ngày mới vừa rồi, hắn cảm ứng được mình thôn vệ phân thân ly khai lưu tinh, xuất hiện ở tần gia hậu sơn bên trên, thấy được xuất hiện trên bầu trời, đám kia thân mặc trường bào màu trắng tu sĩ cường đại. Đây ngay lập tức sẽ để cho tần tinh ý thức được, đám tu sĩ này nhất định song chính là vì tìm kiếm mình, cướp lấy tử châu mà đến, hơn nữa tiến hơn một bước suy đoán ra, bọn họ hẳn đúng là tại vạn tinh giả thiên đại trận khởi động lúc trước, đã tiến vào tầng thiên tinh chỗ tại tinh không. tuy rằng bởi vì khoảng cách quan hệ tầng tinh bản tôn đối với trên tầng thiên tinh chuyện phát sinh căn bản không có khả năng ra trên một điểm lực nhưng mà tại nguy cấp như vậy dưới tình huống hắn cũng không có bất kỳ tâm tư đi làm những chuyện khác cho nên hắn mới quyết định cùng la bằng và người khác tách ra trước tiên tìm một địa phương an tĩnh nhìn một chút tầng thiên tinh có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ long trì chúng thiên cơ tử trầm giọng nói nghe người miêu tả đến đám người này chính là long trì chúng Long chỉ tinh tuy rằng bản thân tinh thần cấp bậc cũng không tính cao, chỉ có thất cấp, nhưng bởi vì nó là tử vi đế tinh phụ tinh, cho nên rất nhiều trong tinh thần, địa vị cao tuyệt, thế cho nên sinh hoạt tại bên trên Long chỉ chúng và người khác, cũng là tự nhận là tài trí hơn người, phần lớn kiêu hoành bạt hỗ, không ai bị nổi. Hắn chúng ta đối với tử châu truy tìm, tuyệt đối là toàn bộ trong thế lực cấp thiết nhất cùng tình thế bắt buộc, bởi vì không có tử vi đế tinh, mất đi tử vi tinh thần, bọn họ vị cũng là rất xuống ngàn trường. Tại tần tinh niên cuồng phi hành thuật dưới, rất nhanh, tại hắn phía trước liền xuất hiện một ngôi sao rực rỡ, mà hắn cũng không đoái hoài tới đi kiểm tra trên hành tinh này tình huống, tại xác định đây không phải là bản nguyên chi tinh về sau, lập tức tiến vào trong tinh thần. Thậm chí hắn cũng không kịp đi hảo hảo tìm kiếm cái an toàn tĩnh lặng địa phương, mà là trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi đại địa, hướng về sâu trong lòng đất cấp tốc tạt qua mà đi. Mặc kệ là cái dạng gì tinh thần, mà trong lòng, tất nhiên là tương đối an toàn một nơi. Chỉ chốc lát sau, tần tinh đã thân ở trong lòng đất ít nhất ba vạn trượng trở xuống sâu bên trong, vội vàng tại bốn phía bày ra mấy cái phong ấn sau đó, lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi cảm ứng phân thân nhất cử nhất động. Tần tinh ly khai tần thiên tinh đã vượt qua bốn tháng, mà trong khoảng thời gian này, tinh linh nguyên thần không ngừng hấp thu sinh mệnh chi nguyên hiệu quả, cũng từ từ thể hiện ra. Chọn khỏa tinh thần bên trên nhận được bị thương, đều từng bước bắt đầu khép lại, không ít địa phương sinh cơ cũng tại từng bước tăng trưởng, chỉ cần cho Tần Thiên Tinh đủ thời gian, tin tưởng nó nhất định có thể đủ khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí bởi vì vì sinh mệnh chi nguyên giúp đỡ, rất có thể để cho tinh linh ba cái nguyên thần có tăng lên. Trên Tần Thiên Tinh rất nhiều sinh linh, cũng từ bỏ cũng thế tranh đấu, tiến vào một đoạn khó được thời kỳ hòa bình, người người đều đang cố gắng tu luyện đồng thời, cũng tại nghĩ đủ phương cách giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục. Khi trên bầu trời, hơn 20 tên long chỉ chúng hiện thân mà ra đồng thời, kiếm huyền tử, Diêu Bạch Phú trợ tinh quân cao thủ lập tức cảm ứng được, cũng dối rít từ từng người chỗ bế quan đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía rồi thiên không. Cái nhìn này sẽ để cho mọi người không nén nổi hơi biến sắc. Tự nhiên, bọn họ đều có thể cảm ứng được đến, những này người xuất hiện thực lực cực cao, hơn nữa lai giả bất thiện, lại thêm số lượng rất nhiều, nếu mà vừa vặn dựa vào dựa vào chính mình những người này, căn bản không thể nào là đối thủ. Bất quá ngoại trừ kiếm huyền tử ra, những người khác cho rằng tần tinh vị này thần bảo hộ vẫn tại trên tần thiên tinh bế quan, cho nên từng cái từng cái tâm tình ngược lại cũng không khẩn trương. Dù sao, liền thôn thiên minh 10 vạn tinh tu đều không thể chinh phục tần thiên tinh, chỉ là hơn 20 tên tinh quân cao thủ, càng không nếu muốn ở trên tần thiên tinh chiếm được cái gì tốt rồi. Chỉ có biết nói ra chân tướng kiếm huyền tử, trong lòng mang theo chút bất an, hơn nữa khi hắn nhận ra đến dĩ nhiên là long chỉ chúng thời điểm, tâm tình càng trở nên trầm trọng vô cùng. Với tư cách trước mắt trên Tần Thiên Tinh thực lực người mạnh nhất, kiếm huyền tử thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở long trì chúng phía trước, ôm quyền chắp tay, khách khí nói: "Xin hỏi các vị đạo hữu là cao nhân phương nào, đến Tần Thiên Tinh ta có gì muốn làm?" Tổng cộng 25 tên long trì chúng, tại liếc kiếm huyền tử một cái sau đó, một người tướng mạo có phần là anh tuấn nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ là một đạo tinh hồn, còn chưa có tư cách biết nói chúng ta là ai, cút sang một bên cho ta." Kiếm huyền tử xác thực chính là tinh hồn trạng thái, cũng không có nhục thân, điều này cũng làm cho hắn thực lực giảm đi nhiều, bất quá đã từng cũng là tinh hoàng hắn, chưa từng trải qua người khác như thế xem thường, lúc này lạnh lùng đáp lại, lại còn coi mình là lúc trước long chỉ chúng. Không có tử vi đế tinh, các ngươi long chỉ chúng cũng bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Ngươi nói cái gì, nam tử trẻ tuổi nhất thời giận tím mặt, đưa tay chỉ một cái, một cái màu lam thủy long bỗng nhiên xuất hiện, phát ra vang dội tiếng long ngâm, hướng về kiếm huyền tử xông thẳng tới kiếm huyền tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đồng dạng đưa tay chỉ một cái chín đạo ác liệt kiếm khí từ nó chỉ bắn ra mang theo tiếng thét đâm về phía đầu thủy long kia xoạt 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 trong khoảnh khắc thủy long trên thân liền nhiều hơn chín cái thấu rõ lỗ thủng rào một tiếng hóa thành vô biên nước mưa nổ ra nguyên lai like ngươi là thị kiếm nhất tộc long chỉ chúng bên trong có một ông lão áo trắng cặp mắt hơi nheo lại trong mắt hàn quang lóe lên nói nhận kiếm làm chủ từ cam làm nô hạ tiện nhất tộc, còn dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Suốt tiếng, ông lão áo trắng vươn tay ra hướng phía kiếm huyền tử lăng không vỗ một cái, trong không khí bất ngờ xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi dòng nước, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thủy thuộc về tù lao, đem kiếm huyền tử hoàn toàn bao phủ. Kiếm huyền tử quanh người đột nhiên bắn ra vô vài đạo kiếm khí, muốn đem thủy lao cho kích hủy, nhưng mà toàn bộ kiếm khí, chân chính giống như đá chìm đáy biển một dạng, đều biến mất hết tại trong nước. Lão giả lạnh rên một tiếng nói, ngươi trước tiên tiếp ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đợi một hồi lại tới thu thập ngươi. Sau khi nói xong, căn bản không tiếp tục để ý kiếm huyền tử, mà là hướng phía cả khỏa tần thiên tinh lớn tiếng mở miệng nói, từ châu túc chủ, không cần trốn nữa, cho ngươi mười hơi thở thời gian, chủ động xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nếu không mà nói, mỗi vượt qua một hơi thở, chúng ta liền giết một vạn người, thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi. chương 698, lựa chọn bên cạnh xem, khi ông lão áo trắng đem âm thanh của mình truyền khắp tần thiên tinh này sau đó, trên mặt không nén nổi lộ ra một tia dương dương đắc ý thần sắc, bởi vì hắn tin tưởng, bất kể là tử châu túc chủ, vẫn là quả này đê cấp trên ngôi sao các sinh linh, vào giờ phút này, nhất định là trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, cái này thì kiếm nhất tộc tinh hồn, nói vậy chính là quả tinh thần này bên trên mạnh nhất tồn tại, nhưng mà lại bị mình dễ dàng như thế liền khốn trụ. Mất đi cậy vào lớn nhất, những sinh linh này còn có thể có bản lãnh gì. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét qua Tần Thiên Tinh này, quét qua toàn bộ đang chăm chú nhìn mình rất nhiều sinh linh thời điểm, trên mặt kia Đắc Ý Thần sắc chính là trong lúc bất chợt động lại. Bất kể là Diêu Bạch Vũ chờ tinh quân cao thủ, vẫn là tần gia mọi người, thậm chí coi như là những cái kia căn bản không phải tu sĩ dân chúng bình thường, trên mặt bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đều là tại lấy một loại cổ quái ánh mắt, đánh giá mình đoàn người này. Ánh mắt này, nhìn qua còn vô cùng quen thuộc, ông lão áo trắng khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bởi vì những sinh linh này ánh mắt khởi không phải là hiện tại mình ánh mắt đây trong con mắt hàm chứa đồng tình hàm chứa thương hại hàm chứa khinh thường hoàn toàn chính là đang nhìn một đám người sắp chết ánh mắt khi ý thức được tần thiên tinh rất nhiều sinh linh ánh mắt hàm nghĩa sau đó ông lão áo trắng trên lưng vậy mà không lý do thấm ra mồ hôi lạnh nghĩ tới một câu chuyện lưu cực kỳ rộng lớn mà nói người tại xem phong cảnh đồng thời lại không biết người đồng dạng cũng là trong mắt người khác phong cảnh tại mình cùng người khác trong mắt những sinh linh này là người sắp chết nhưng mà ở trong mắt bọn hắn mình cùng người khác lại đồng dạng là người sắp chết làm sao có thể ông lão áo trắng sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên lớn tiếng nói chúng ta là long chỉ chúng là vô số tinh không bên trong cao cao tại thượng quý tộc chúng ta có thể sử dụng thứ ánh mắt này nhìn đối đãi các ngươi nhưng mà các ngươi những này đê tiện sinh mệnh tuyệt đối không thể dùng thứ ánh mắt này xem chúng ta các ngươi đây là đại bất kính là khinh nhờn ông lão áo trắng đột nhiên lời nói ngã hẳn là để cho tần thiên tinh toàn bộ sinh linh đều là hơi kinh hãi không hiểu hắn vì sao hảo hảo sẽ liều lĩnh mấy câu nói như vậy đến mấy câu nói nói ra sau đó ông lão áo trắng lập tức tìm về mình thân là cường giả thân là quý tộc tự tin cặp mắt hơi nheo lại hai tay chắp sau lưng nói tiếp hiện tại trong các ngươi người mạnh nhất đều bị ta cho giam cầm lên lẽ nào các ngươi còn có thể có chỗ dựa gì sao hừ bắt đầu đếm hết nhất thời vừa mới vị kia chủ động công kích kiếm huyền tử nam tử trẻ tuổi lập tức lần nữa đứng dậy nói, một hơi thở. Hướng theo đếm hết bắt đầu, Diêu Bạch Vũ và người khác sắc mặt cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì lão giả cũng coi là nói ra sự thật, kiếm huyền tử tuyệt đối là trước mặt trong những người này cường đại nhất một cái, chính là liền hắn đều không phải lão giả địch, đổi thành mình cùng người khác mà nói, càng là không có khả năng chút nào phần thắng. Hôm nay, trừ phi là tần tinh xuất hiện, nếu không mà nói, hậu quả đáng lo. Đương nhiên, Bọn họ cũng tin chắc Tần Tinh nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì Tần Tinh cho tới bây giờ không có để bọn hắn, không để cho bất luận người nào thất vọng qua. Nam tử trẻ tuổi đếm hết âm thanh không ngừng vang dội, mà toàn bộ trên Tần Thiên Tinh các sinh linh đều đang yên lặng chờ đợi, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Nhưng mà, khi nam tử trẻ tuổi báo ra thứ năm hơi thở thời điểm, Tần Tinh lại vẫn không có xuất hiện, đây để cho trong lòng bọn họ không nén nổi có một chút bất an. Chẳng lẽ nói Tần tinh không phải là muốn đợi đến cuối cùng một hơi thở thời điểm mới phải xuất hiện. Tần gia hậu sơn bên trên, tần tinh thôn vệ phân thân lặng lẽ đứng ở nơi đó, tóc đen đầy đầu xóa ở sau ót, tuy rằng hắn tướng mạo cùng tần tinh giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thần sắc đều là đồng dạng yên lặng như nước. Nhưng mà, hắn cặp mắt lại không có tần tinh loại kia yên lặng, mà là để lộ ra một loại như là dã thú điên cuồng kiêu ngạo bướng bỉnh ánh mắt. Kỳ thực ngay từ lúc ôm lão áo trắng vây khốn kiếm huyền tử thời điểm, hắn liền chuẩn bị đứng ra, nhưng mà khi hắn nhìn thấy trên tầng thiên tinh toàn bộ sinh linh, đặc biệt là diêu bạch vũ đám người trên mặt đều mang một loại trông đợi cùng chờ đợi thời điểm, hắn lại thay đổi chủ ý. bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, bất kể là trên tầng thiên tinh tất cả sinh linh vẫn là những này đi theo ở bên cạnh mình cao thủ mạnh mẽ nhóm, bọn họ tại bất chi bất giác đều đã thành thói quen dựa vào dựa vào chính mình. phải biết diêu bạch vũ những tinh quân này đều là từ chân chính cá lớn nuốt cá bé trên thôn thiên tinh sinh tồn hơn nữa tu luyện cao thủ đang không có đi theo tần tinh lúc trước, trong bọn họ mỗi người, cho dù liền thực lực yếu nhất Lộ Thông Thiên, đều có một mình đảm đương một phía thực lực và quyết đoán. Nhưng mà, từ khi đi theo mình sau đó, vậy mà để bọn hắn dũng khí và quyết đoán tan biến không còn dấu tích, đây đối với bọn hắn lại nói, tuyệt đối không có chút nào chỗ tốt. Mà tạo thành bọn họ loại chuyển biến này căn nguyên, ngay tại ở tại mình. Bởi vì chính mình không muốn nhìn thấy bọn họ tử vong, không muốn để bọn hắn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, luôn là sông lên phía trước nhất, hết mình khả năng tối đa nhất vì bọn họ che gió che mưa, vì bọn họ hóa giải nguy cơ. Dần dần, bọn họ thành thói quen loại này, thói quen khắp nơi đều có mình thay bọn họ xuất thủ, bảo vệ bọn hắn, thói quen tại nguy hiểm nhất thời điểm, mình nhất định sẽ đích thân đứng ra, đứng trước mặt bọn họ. Giống như tình huống trước mắt một dạng, kiếm huyền tử một chiêu bị tù, mình từ đầu đến cuối yểu vô tung ảnh, cường đại long chỉ chúng đã tại bắt đầu từng tiếng đếm hết chính là bọn họ vẫn không có một chút cảm giác nguy cơ không có một chút cảm giác gấp gáp không thèm nghĩ nữa như thế nào giải quyết nguy cơ mà lại yên tâm thoải mái đang đợi mình xuất hiện loại này không đúng tần tinh bản tôn cùng phân thân đồng thời khẽ gật đầu một cái nhẹ giọng mở miệng mình có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời nhưng là không có khả năng bảo vệ bọn hắn một đời mình hướng bọn hắn bảo hộ càng nhiều liền sẽ để bọn họ trở nên càng hèn yếu càng nhát gan tương lai đường vẫn còn cần chính bọn hắn đi nếu như ngay cả trên tầng thiên tinh sự tình đều không cách nào ứng đối, như vậy một ngày kia, khi bọn hắn đi ra tầng thiên tinh, đi ra phiến tinh không này thời điểm, lại đem làm sao đi đối mặt càng rộng lớn hơn tinh vực, tàn khốc hơn thế giới. Nguyên bản tần tinh thật cho tới bây giờ không có ý thức được chuyện này, chính là lần này bản nguyên tinh vực chuyến đi, và la bằng cái đệ đệ này xuất hiện, để cho hắn tại mở rộng nhãn giới đồng thời, cũng nới rộng mình tư tưởng, thế cho nên để cho hắn ngay lúc này, rốt cuộc có một tia hiểu ra. Vì vậy mà hắn mặc cho Long chỉ chúng tiếp tục đếm hết, mình vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động, hắn muốn nhìn một chút, không có mình tần thiên tinh, cuối cùng có thể bùng nổ ra cường đại cỡ nào lực lượng. Lần này, ta lựa chọn bên cạnh xem, làm ra quyết định như thế, đối với tần tinh lại nói, thật là vô cùng vô cùng gian nan, hắn uy hiếp lớn nhất, quan tâm nhất chính là từ mình thân bằng hảo hữu an nguy, chính là cả khỏa tần thiên tinh an nguy. Có thể là vì muốn khiến cái này người, có thể chân chính thoát khỏi dựa vào dựa vào ý nghĩ của mình, có thể chân chính trưởng thành, độc lập ứng đối tương lai khả năng xuất hiện đủ loại nguy cơ, hắn nhất định phải cứng rắn khởi lòng dạ. Thứ bảy hơi thở, khi nam tử trẻ tuổi báo ra thứ bảy hơi thở thời điểm, tần tinh vẫn chưa từng xuất hiện, điều này cũng rốt cuộc để cho Diêu Bạch Vũ và người khác, để cho toàn bộ tần thiên tinh các sinh linh, lâm vào trong hốt hoảng. Đang lúc này, bị giam cầm tại thủy lao bên trong kiếm huyền tử chính là đột nhiên hướng phía tất cả mọi người mở miệng nói, vừa mới tần tinh truyền âm cho ta, nói hắn hiện tại đang tu luyện nguy cấp, không cách nào xuất quan. chương 699, một đám rác rưởi kiếm huyền tử những lời này, để cho tần tinh cùng nó phân thân đều là hơi ngẩn ra, mình lúc nào truyền âm cho hắn. Bất quá chờ tần tinh liền biết, thôn vệ phân thân cũng là để tràn đầy cảm kích ánh mắt, nhìn chằm chằm kiếm huyền tử một cái. Bởi vì kiếm huyền tử hẳn đúng là cùng ý nghĩ của mình, không hẹn mà hợp. Kiếm huyền tử sinh mệnh đã tương đương rất xưa, phong phú nhân sinh từng trải, lại thêm người đứng xem sáng suốt vị trí, để cho hắn đối với nhân tính càng hiểu hơn. Liên tần tinh đều có thể nhìn ra mọi người đối với mình ỉ lại, kiếm huyền tử há có thể không nhìn ra. Trong mọi người, chỉ có kiếm huyền tử biết rõ tần tinh không ở trên tần thiên tinh, hơn nữa hắn cũng không biết tần tinh phân thân sự tình, cho nên vào giờ phút này, nếu mà mặc cho mọi người tiếp tục chờ đợi tần tinh xuất hiện, như vậy cuối cùng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy mà, hắn biết rõ mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ sinh linh sĩ khí cho khích lệ ra, cho nên thành thật sắp xếp tạo ra được lời nói dối này. Chỉ có điều khi hắn những lời này nói ra sau đó, toàn bộ sinh linh nhất thời sắc mặt đại biến, thậm chí có người trên mặt đều lộ ra khủng hoảng chi sắc, cho dù liền diêu bạch vũ và người khác cũng là trở nên hoảng loạn lên. Bọn họ dựa vào lớn nhất chính là tần tinh, chính là tần tinh vậy mà không thể xuất hiện. Đây chẳng phải là nói muốn mình cùng người khác nghĩ biện pháp đối phó trước mắt những này cường đại long trì chúng sao? Đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt kiếm huyền tử trên mặt cũng là lộ ra một việc nặng nề, lại nói tiếp, chư vị, tần thiên tinh là nhà chúng ta vườn, chúng ta đều là tần thiên tinh một phần tử, coi như tần tinh không thể xuất hiện, khó nói chúng ta liền tùy ý người khác khi dễ chúng ta sao. Huống chi, tần tinh bảo vệ chúng ta, bảo vệ tần thiên tinh đã nhiều lần lắm rồi, lần này, nếu hắn đang tu luyện nguy cấp, căn bản không cho phép chút nào quấy dày, vậy không bằng, liền đổi thành chúng ta đến bảo hộ hắn đi. Kiếm huyền tử lần này khích lệ lời nói, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, bởi vì tần tinh không cách nào xuất hiện, triệt để kích hủy toàn bộ sinh linh hy vọng cùng trông đợi, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Thậm chí, tuyệt đại đa số người vẫn vô cùng tin chắc, tần tinh coi như là đang tu luyện nguy cấp, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Sẽ không, tần tinh nhất định sẽ xuất hiện. Phải, tần thiên tinh là nhà hắn, chúng ta là nhà hắn người, hắn không có khả năng trơ mắt xem chúng ta lọt vào nguy hiểm mà chẳng ngó ngàng gì tới. Đúng vậy, là được, mọi người không nên hốt hoảng, còn có thời gian ba hơi thở, tần tiền bối nhất định sẽ xuất hiện. Mọi người tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào tần tinh trong tai, để cho hắn kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt cũng không khỏi lộ ra đau lòng thần sắc. Bọn họ, đối với mình ỉ lại đã là sâu tận xương tủy rồi. Thậm chí, hắn còn có thể nghĩ đến, nếu mà khi Long chỉ chúng đếm xong người hơi thở sau đó, mình vẫn chưa từng xuất hiện mà nói, ao rồng kia chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự thực hiện bọn họ mà nói, mỗi chỉ hoãn một hơi thở thời gian giết chết một vạn sinh mệnh tới khi đó sợ rằng phần lớn sinh linh sẽ ngược lại oán hận mình nghĩ đến đây bộ dáng hậu quả tần tinh không nén nổi lại có chút do dự mình thật chẳng lẽ liền phải cùng phân thân ngồi ở chỗ này chờ mắt nhìn đến vô tội sinh mệnh bởi vì chính mình mà chết sao đối với kiếm huyền tử mà nói long chỉ chúng căn bản không có ngăn cản ngược lại là mang theo chút hiếu kỳ quan sát tất cả mọi người phản ứng tự nhiên bọn họ không khó đoán ra cái tần tinh kia sợ rằng mới là tần thiên tinh chân chính người mạnh nhất, là tần thiên tinh thủ lĩnh. Bất quá, hắn chúng ta đối với tần tinh lại không có hứng thú chút nào, chỉ cần hắn không phải tử châu túc chủ, chỉ cần hắn dám xuất hiện, kết quả như vậy nhất định phải chết. Thứ tám hơi thở, lạnh lùng ba chữ, giống như là chuông báo tử một dạng, lại lần nữa vang lên tại mỗi người bên tai cùng trong lòng. Kiếm huyền tử đột nhiên hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chăm chú phía dưới kia đồng dạng từ đầu đến cuối không có xuất thủ dự định diêu bạch vũ và người khác, nghiêm nghị quát, diêu bạch vũ, long lệ, thôn nghịch, thương phong hiên, lộ thông thiên, không có tần tinh, lẽ nào các ngươi liền toàn bộ đều biến thành một đám vô dụng sao? Những lời này, nói đã tương đương nặng, diêu bạch vũ chờ năm người thần sắc, tự nhiên lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, một thanh linh âm thanh cũng đột nhiên khi bọn hắn vang lên bên tai, năm vị tiền bối, một hồi bọn họ đếm xong thứ 10 hơi thở sau đó, ta cùng cổ thượng sẽ lập tức lấy một chi lực cùng tinh trận làm hết sức vì toàn bộ sinh linh cung cấp bảo hộ, các người nghĩ biện pháp thối lui đến tần gia. Kiếm huyền tử cùng một thanh linh mà nói, đối với diều bạch vũ bọn người tới nói chính là hai tầng đả kích, cũng coi như là để bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình cũng là từ mưa máu gió tanh trong một đường chém giết trưởng thành, làm sao theo lấy thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ, nhất là bây giờ, càng là biến thành một cái chỉ biết là dựa vào tần tinh. Kẻ vô dụng, thậm chí, mình so ra kém một thanh linh nữ tử này, so ra kém cổ thượng cái này nho nhỏ ba bước tinh vương, ngược lại còn muốn bọn họ nghĩ biện pháp bảo vệ mình và người khác. Thôn nghịch thứ một nụ cười khổ đến mở miệng nói, chư vị, kiếm huyền tử tiền bối nói đúng, chúng ta không thể một mực lão là nghĩ đến dựa vào tần đại nhân, hiện tại nếu đại người không cách nào phân thân xuất hiện, như vậy là thời điểm nên chúng ta đến thực hiện chức trách. Hắn vừa dứt lời, Diêu Bạch Phú cũng đồng dạng mang theo cười khổ nói, đúng vậy a, à, thật là xấu hổ, chúng ta từng cái từng cái vậy mà luôn lạc tới loại trình độ này, không nói cái này, một hồi ta đánh tiên phong, trước tiên đem kiếm huyền tử tiền bối cứu ra. Thương phong hiên ngay sau đó nói, vậy cái chính tại đếm hết ra hỏa liền giao cho ta. Lộ thông thiên dùng sức xoa xoa mình tấm kia hiện đầy vẻ lo lắng mặt, phun một bãi nước miếng nói phắc, lão tử đều quên, lão tử vẫn là thông thiên tộc tộc trưởng, nếu để cho lão tử các tộc nhân biết rõ, lão tử bây giờ lại liền xuất thủ dũng khí cũng không có, sợ rằng trực tiếp liền phải đem ta đánh đổ, cái kia bạch y lão đầu giao cho ta, Tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng mà ta không gian chi thuật hẳn là có thể cuốn lấy hắn một hồi. Long lệ chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái khóc mặt mũi cụ nói, chờ đến bọn họ đếm xong mười hơi thở sau đó, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ, ta có bảy thành nắm chắc có thể chấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn tại một nửa nén hương thời gian bên trong không cách nào nhúc nhích. Bất quá, một khi ta xuất thủ, ít nhất cần một giờ thời gian khôi phục, cho nên hy vọng chư vị có thể bắt được cơ hội. Năm người tại trong nháy mắt đã thương lượng xong đối sách, Tuy rằng bọn họ biết rõ, coi như mình năm người liều mạng, cũng không khả năng giải quyết xong toàn bộ long trì chúng, nhưng mà ít nhất mình rốt cuộc tìm về suýt chút nữa đánh mất đồ vật. Thôn nghịch liệt khai hắn kia há to mồm, lè lưỡi liếm môi một cái nói, giết chết một cái liền không thua thiệt bản, giết chết hai cái liền kiếm lời một cái. Những lời này tuy rằng không muốn nói, nhưng vẫn phải nói một hồi, thật cao hứng có cơ hội cùng chư vị kề vai chiến đấu, nếu mà ai có thể còn sống sót, hơn nữa có cơ hội trở lại thôn thiên tinh mà nói, hy vọng có thể giúp không thể trở về đi người, hướng về phía từng người chủng tộc chào hỏi. Năm người đồng thời lặng lẽ gật đầu một cái, thứ mười hơi thở, đang lúc này, Long chỉ chúng tên kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên hô lên cuối cùng thời gian, mà Long lệ cũng lập tức cầm trong tay tấm kia khóc mặt mũi cụ, đeo ở trên mặt mình. Vù vù, một hồi tiếng khóc tỉ tê, đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng tại trong thiên địa. Nghe được tiếng khóc, ông lão áo trắng sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không tốt, tất cả mọi người lập tức phong bế thính giác, đây là thiên khốc tộc tiếng khóc. Thiên khốc vừa khóc, vạn linh đau khổ, chương 700 thiên khốc máu khóc, thiên khốc nhất tộc, là cực kỳ thần bí một cái tộc đàn, đối với bọn hắn, biết rõ người đều cũng không nhiều, càng không cần phải nói có hiểu biết rồi. Nhưng mà thân là tử vi đế tinh phụ tinh long chỉ chúng, chính là biết được thiên khốc nhất tộc chút bí mật. Thiên khốc tộc chỗ đáng sợ nhất, chính là bọn hắn tiếng khóc. Nghe nói, thiên khốc tộc người, từ sinh ra được bắt đầu, cũng sẽ không khóc, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không biết khóc, nhưng là khi bọn họ phát ra khóc tỉ tê thời điểm, toàn bộ nghe được tiếng khóc sinh linh, đều sẽ cảm thụ lây, cho nên bị câu khởi ký ức sâu bên trong bi thương nhất sự tình, thế cho nên hoàn toàn không thể tự mình. Vì vậy mà, mới có thiên khóc vừa khóc, vạn linh đau khổ cách nói. Tuy rằng ông lão áo trắng cơ hồ lập tức phát hiện đây là thiên khóc tộc tiếng khóc, hơn nữa mở miệng nhắc nhở đồng bọn mình, nhưng lại đã muộn một bước. Hướng theo long lệ trong miệng tiếng khóc vang dội, Toàn bộ nghe được tiếng khóc sinh linh, tất cả đều lâm vào đau khổ trong trạng thái, tự nhiên, trong đó liền bao gồm rất nhiều long trì chúng. Duy nhất không có có nhận đến tiếng khóc ảnh hưởng người, chính là ông lão áo trắng cùng Diêu Bạch Vũ mấy người bọn họ. Bởi vì trước đó Long Lệ đã nhắc nhở qua bọn họ, cho nên tại Long Lệ đeo lên mặt nạ thời điểm, bọn họ đã từng người phong bế mình thính giác. Hiện tại, nhìn thấy trên bầu trời long trì chúng đã tất cả đều mặt lộ bi thương chi sắc, bọn họ lập tức vận dụng toàn bộ thực lực, đồng thời bước mà ra. Siêu Bạch Vũ sau lưng đưa ra lượng đạo hồng sắc cánh, đi thẳng tới vây khốn kiếm huyền tử thủy lao lúc trước, hai tay hồng quang tăng vọt, giống như hai cái cỡ nhỏ mặt trời một dạng, song song giữ tại rồi màu lam thủy lao bên trên. Kiếm tiền bối, Siêu Bạch Vũ vừa dùng lực nắm kéo thủy lao, một bên lớn tiếng hướng về phía đồng dạng đã bị long lệ tiếng khóc ảnh hưởng kiếm huyền tử phát ra thét to. Kiếm huyền tử tuy rằng đã bị bi thương ảnh hưởng, nhưng mà thực lực của hắn so sánh long lệ cao nhiều, cho nên tại Diêu Bạch Vũ thét to phía dưới, ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại, vội vã cùng Diêu Bạch Vũ cùng nhau, ngoài giảm hợp kích, bắt đầu gắng sức công kích thủy lao. Thương Phong Hiên trong tay xuất hiện một thanh màu xanh lam bảo kiếm, không chút do dự hướng về cái kia vừa mới đếm hết nam tử trẻ tuổi đan điền xuyên thẳng mà đi. Thôn nghịch chính là há to miệng, bất ngờ một hơi liền đem một người long trì chúng nuốt vào rồi trong miệng mình. Đồng dạng không có có nhận đến long lệ tiếng khóc ảnh hưởng ông lão áo trắng, thấy một màn này, trong mắt hàn quang lóe lên, giận dữ hết các người những này đê tiện tu sĩ, lại dám đối với ta long chỉ chúng ra. Không đợi hắn dứt tiếng, trước mặt hắn trong không khí đột nhiên như quỷ mị xuất hiện một thanh kiếm sắc, hàn quang lấp lóe bên trong, đâm về phía hắn nghi tâm, ngắt lời hắn. Lộ thông thiên cũng xuất thủ, tìm chết, lão giả dưới sự tức giận, trực tiếp vươn tay ra, dùng sức nắm chuôi này lợi kiếm, một cái tay khác chính là nổi lên màu lam, cắm vào phía trước trong không khí. Ông ong, chuôi này lợi kiếm tùy tiện liền bị hắn đoạt lấy, nhưng mà run rẩy dữ dội trong không khí, lộ thông thiên cũng đã lặng lẽ ly khai. Ông lão áo trắng liền kiếm huyền tử đều có thể tùy tiện chế phục, ít nhất là 6 vân tinh quân thực lực, mà lộ thông thiên chẳng qua chỉ là hai vân tinh quân, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn nhiệm vụ chính là chọn khả năng dây dưa nữa ở lão giả một hồi, cho nên vì những người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn, để bọn hắn giết nhiều mấy tên long chỉ chúng. Phốc, thương phong hiên trong tay màu xanh lam bảo kiếm, tùy tiện xuyên thủng nam tử trẻ tuổi đan điền, tuy rằng đem hắn từ đau khổ trong trạng thái kinh tỉnh lại, nhưng lại cũng để cho ánh mắt của hắn bắt đầu lỏng lẻo, mang trên mặt vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Phong Hiên. Thương Phong Hiên một kích thành công, lập tức rút ra bảo kiếm, căn bản không tiếp tục để ý hắn, chuyển thân hướng về người kế tiếp Long Trì chúng vào tới. Còn tưởng rằng cao quý Long Trì chúng mỹ vị đến mức nào đâu, không nghĩ được khó như vậy ăn. Thôn nghịch đồng dạng thành công nuốt hết một người Long Trì chúng, trong miệng một bên phát ra oán giận thanh âm, vừa tiếp tục mở ra miệng to, tìm kiếm người kế tiếp thức ăn. Nhìn qua hắn tựa hồ là đem người ăn hết, nhưng mà trên thực tế bởi vì thôn vô tộc trong cơ thể tự thành một vùng không gian, cho nên được hắn nuốt xuống người, cũng sẽ ở trong không gian này bị tạm thời vây khốn. ầm um, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại kiếm huyền tử cùng diêu bạch vũ hợp lực phía dưới, màu lam thủy lao rốt cuộc ẩm ẩm nổ tung, để cho kiếm huyền tử thoát vây mà ra, diêu bạch vũ cũng không nói nhảm, lập tức chuyển thân, đánh về phía long trì chúng. Kiếm huyền tử chính là ánh mắt lẫm liệt, nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi còn chuẩn bị xem chừng đến lúc nào. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, lòng chỉ chúng sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Hai, hướng theo kiếm huyền tử âm thanh hạ xuống, trong lúc bất chợt hiểu rõ âm thanh thở dài từ hắn bốn phương tám hướng cơ hồ đồng thời vang dội, năm nhân ảnh cũng theo đó từ trong không khí chậm rãi xuất hiện. Năm người này, chính là ban đầu vì đối phó thôn thiên minh, kiếm huyền tử mời qua đến kia năm tên tinh quân cao thủ, Long trì chúng xuất hiện, bọn họ tự nhiên sớm liền hiểu, thậm chí cũng đi tới phụ cận, chỉ có điều từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà bây giờ kiếm huyền tử cố ý đưa bọn họ dẫn ra, vì chính là muốn kéo bọn họ cùng nhau, đối kháng Long trì chúng, đây cũng là bọn hắn năm người phát ra than thở nguyên nhân. Mỹ phụ trung niên nhìn chằm chằm kiếm huyền tử nói, kiếm huyền tử, người vì tần tinh, đã đắc tội cô thần vệ, thôn thiên minh cùng sở ra thần tộc, hiện tại lại tăng thêm Long trì chúng, thật đáng giá không? kiếm huyền tử đã xông về một người long trì chúng, nhàn nhạt nói có đáng giá hay không, sau này hãy nói, thiên khốc tộc tiểu tử cầm cự không được bao lâu, thật sự nếu không nắm chặt cơ hội, một hồi chúng ta rất có thể đều sẽ chết tại ngươi không nguyện đắc tội long trì chúng trong tay. Năm người ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía đang đang phát ra tiếng khóc tỉ tê long lệ, bất ngờ phát hiện vào giờ phút này, trên mặt hắn đeo tấm kia khóc mặt mũi cụ, toàn bộ đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thiên khốc máu khóc, Mỹ phụ trung niên hơi biến sắc nói, thiên khốc tộc tiểu tử này thậm chí ngay cả máu khóc đều thi triển ra, thật không muốn sống nữa sao. Một người trung niên văn sĩ cười khổ nói, tiên tử, không được suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này, liền coi như chúng ta không ra tay, long chỉ chúng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên, giết đi. Bốn người nhất thời hóa thành bốn đạo ánh sáng, cũng xông về long chỉ chúng, chỉ để lại trung niên Mỹ phụ này đứng tại chỗ, chân mày hơi cao lại, hiển nhiên vẫn đang do dự được rồi đang lúc này ông lão mặc áo trắng kia đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai quanh người phạm vi trăm trượng bên trong đã biến thành thủy thế giới mà sở trường không gian chi thuật lộ thông thiên liền bị vây ở nước này trong mặt đầy vẻ hoảng sợ ông lão áo trắng sắc mặt tái xanh từng bước một hướng về lộ thông thiên đi tới nói tiểu tử chỉ bằng ngươi điểm này không gian chi thuật còn muốn đến cuốn lấy ta ta sẽ đem thân thể ngươi cùng tinh hồn tất cả đều xé thành mảnh nhỏ sau đó mai táng tại vết nứt không gian bên trong để ngươi vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Trong lúc nói chuyện, lão giả đã tới lộ thông thiên phía trước, đưa tay hướng về hắn bắt tới. Lộ thông thiên đều nhắm hai mắt lại, làm xong chờ chết chuẩn bị, nhưng mà đang lúc này, một cái bất quá cỡ ngón tay kim tầm, chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, mở ra cái miệng nho nhỏ hướng về lão giả đưa tay ra trưởng cắn. Nhìn đến đầu này, cho dù hài tử là có thể một trường tùy tiện đánh thành thịt nát kim tầm, ông lão áo trắng kia đưa tay ra trưởng, chính là đột nhiên thu hồi, tái mét trên mặt càng là đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hô thành tiếng nói, cổ tộc. Cùng lúc đó, lộ thông thiên bên tai cũng nghe được một cái giọng nữ ôn nhu nói, người lui ra đi, hắn giao cho ta. chương 701, cổ tộc tiên tử, đột nhiên vang dội giọng nữ, tuy rằng dịu dàng, nhưng mà trong thanh âm chính là hàm chứa một luồng uy nghiêm không thể nghi ngờ, để cho lộ thông thiên căn bản không chút do dự nào, lập tức chật vật hướng về thủy thế giới ra phóng tới. Bốn phía mới vừa rồi còn để cho hắn như xa vào đầm lầy, căn bản là không có cách nhúc nhích thủy, ngay lúc này chính là trong lúc bất chợt mất đi lực trói buộc, để cho hắn cực kỳ tùy tiện trốn khỏi mà ra. Thẳng đến xác định mình tạm thời an toàn sau đó, lộ thông thiên mới dám quay đầu nhìn đến. Chỉ thấy sau lưng, cái kia bất quá tay chỉ dài ngắn lớn bằng kim tầm, chẳng biết lúc nào vậy mà đã biến thành dài hơn một trượng ngắn, giống như thùng gỗ một loại tròn xoe thân thể tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Quang mang đến nơi đến trốn, những cái kia màu lam thủy ngay lập tức sẽ giống như là gặp phải hỏa như băng, bắt đầu nhanh chóng hòa tan tiêu tán mở ra. Mà tại kim tầm trên thân, bất ngờ đứng vững một người trung niên Mỹ Phụ, sắc mặt bình tĩnh và long chỉ chúng vị kia ông lão áo trắng rằng co. Cùng Mỹ Phụ trung niên yên lặng so sánh, ông lão áo trắng trên mặt chính là lộ ra vẻ ngưng trọng, không khó nhìn ra, hắn đối với Mỹ Phụ, hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Đối với trung niên Mỹ Phụ này lai lịch, lộ thông thiên tự nhiên không biết, nhưng mà hắn lại nghe được lúc trước ông lão áo trắng kinh hô mà ra hai chữ kia. Cổ tộc, cổ tộc, lặp lại một lần hai chữ này, Lộ Thông Thiên đột nhiên kích linh linh dùng mình một cái, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả trên trán đều là dịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sau một khắc, Lộ Thông Thiên kia thân thể mập mạp bất ngờ đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở một người long chỉ chúng bên cạnh, hướng phía đối phương đầu mạnh mẽ vỗ xuống đi, đồng thời trong miệng vẫn còn ở giống như mớ một loại tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là cổ tộc, trên tần thiên tinh vậy mà lại có cổ tộc tộc nhân tồn tại, quá đáng sợ ta được cách xa nàng điểm, càng xa càng tốt. Nơi không xa, thấy rõ toàn bộ quá trình kiếm huyền tử, trong lòng không nén nổi mù mịt mù mịt thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, nếu Mỹ phụ trung niên xuất thủ cứu rồi lộ thông thiên, như vậy hiển nhiên liền đại biểu nàng đã thay đổi chủ ý, phải giúp tần thiên tinh cùng Long chỉ chúng đối kháng rồi. Hơn nữa, hôm nay trên tần thiên tinh toàn bộ có thể vận dụng tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Mỹ phụ trung niên có thể chống lại ông lão mặc áo trắng kia. Có trung niên Mỹ phụ này xuất thủ, Tần Thiên Tinh hôm nay nguy cơ ít nhất có một nửa có thể thành công vượt qua khả năng. Ông lão áo trắng đang lặng lẽ kéo ra cùng Mỹ phụ trung niên khoảng cách trong lúc đó sau đó, lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, chúng ta long chỉ chúng, chỉ là vì tử châu túc chủ mà đến, cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Chuyện hôm nay, cùng các hạ không liên quan, còn hy vọng các hạ có thể không nên chủ động tham dự vào. Ai cũng có thể nghe được, lão giả khẩu khí đã rõ ràng mềm nhũn ra, đây cũng càng thêm chứng minh hắn đối với Mỹ phụ trung niên sợ hãi. 2. Mỹ phụ trung niên thở dài nói, ta cũng không muốn tham dự, bất quá nếu người đang trên tầng thiên tinh, ta cũng là thân bất do kỷ, huống chi, người có biết hay không, người đã phạm ta cổ tộc đại kỵ, cho nên mặc kệ ngươi là tại sao đến, hôm nay, người khẳng định không đi được. Đại kỵ, lão giả hơi ngẩn ra sau đó, trên mặt vẻ hoảng sợ đột nhiên trở nên càng tăng lên nói, ta không phải cố ý yếu đạo phá ngươi lai lịch. Nghe được câu này, mỹ phụ trung niên trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói ta cũng không phải cố ý muốn ở trên thân thể ngươi hạ độc cái gì ông lão áo trắng cả người ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên từng đạo tinh hồn chi lực điên cuồng tự mình hướng về đối với trên thân thể quét tới mà mỹ phụ trung niên vẫn như cũng mang theo mỉm cười nói nếu như dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi phát hiện ta hạ độc vậy ta cổ tiên tử danh tự cũng là hư danh lão giả sắc mặt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt gắt gao trợn mắt nhìn cổ tiên tử lắp bắp nói ngươi người cuối cùng, cuối cùng đối với ta hạ cái gì cổ? Cổ tiên tử vẫn nụ cười rung rung nói, một hồi ngươi sẽ biết. Ngay tại lão giả và cổ tiên tử nói chuyện trong quá trình, Diêu Bạch Vũ và người khác, tính cả kia bốn cái bị kiếm huyền tử dẫn ra tinh quân, đã hoàn thành đối với Long Trì chúng vòng thứ hai đánh chết. 25 tên Long Trì chúng, ngoại trừ ông lão áo trắng ra, bất ngờ đã có 7 người, cơ hồ là trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đó cũng không phải mấy người bọn hắn lợi hại đến mức nào, phần lớn công lao, đều phải quy công cho kia vẫn còn tại phát ra tiếng khóc tỉ tê long lệ. Từ phát ra tiếng khóc tỉ tê cho đến bây giờ, đã qua một nửa nén hương thời gian, mà đây cũng là lúc trước long lệ cùng mọi người ước định cẩn thận thời gian. Long lệ có thể nói là thành công thực hiện mình hứa hẹn, mạnh mẽ lấy mình tiếng khóc tỉ tê, khốn trụ cơ hồ toàn bộ long trì chúng, cho nên vì mọi người tranh thủ được quý báu thời gian. Tuy rằng hôm nay thời gian đã đến, nhưng mà long lệ lại như cũng đang kiên trì. Chỉ có điều, kia tiếng khóc tỉ tê chính là càng ngày càng yếu. Vào giờ phút này, long lệ trên mặt tấm kia khóc mặt mũi cụ đã biến đến mức hoàn toàn máu đỏ một phiến, thậm chí tại danh giới địa phương còn có từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, thời gian dài như vậy phát ra thiên khóc máu khóc, đối với long lệ bản thân lại nói, cũng có tương đối lớn tổn thương. Rốt cuộc, khi mọi người lần nữa dắt tay nhau đánh chết ba tên long chỉ chúng sau đó, kia vang vọng ở bên trong trời đất khóc thuốc thiết im bặt mà dừng. Hướng theo khóc thuốc thiết biến mất, toàn bộ lọt vào đau khổ trong trạng thái sinh linh, cũng cơ hồ lập tức tỉnh táo lại. Nhất trước hồi lại thần đến, chính là Long Trì chúng, tuy rằng bọn họ mới vừa rồi bị tiếng khóc mê hoặc, không thể tự mình, nhưng là đối với mình đồng bọn tử vong chính là trơ mắt nhìn hết sức rõ ràng. Hôm nay ngoại trừ ông lão áo trắng bị cổ tiên tử kềm chế lại liễu chi ra, còn lại 14 người Long Trì chúng, mỗi một người đều là đỏ mắt, lập tức xông về Diêu Bạch Vũ và người khác, một đợt kịch liệt chém giết liền triển khai như vậy. 14 người đối với 9 người, tuy rằng kiếm huyền tử bọn họ vẫn nằm ở thế yếu, nhưng so với vừa mới đến, chính là đã thật to thay đổi thế cục. Khi tỉnh táo lại tần thiên tinh rất nhiều sinh linh, thấy được tình huống trước mắt sau đó, từng cái từng cái trên mặt đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc, hiển nhiên bọn họ không thể nào tin nổi, ngay tại mình cùng người khác vừa mới bi thương trong thời gian, siêu bạch vũ bọn họ vậy mà đại phát thần uy, đánh giết biết bao nhiêu long chỉ chúng. Kiếm tiền bối, ta đến giúp đỡ bọn ngươi quát to một tiếng đột nhiên từ phía dưới truyền ra, ngay sau đó một bóng người trực tiếp vọt lên bầu trời, một tay đưa ra, nhẹ nhàng nắm chặt, trong miệng thốt ra rồi lạnh lùng ba chữ, nhân hồn sát. Cái người này tự nhiên không phải tần tinh, mà là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tinh hồn, sở trường tinh hồn tinh kỹ thiên nguyệt tộc thiên tài. Nguyệt Lăng, từ khi đi theo tần tinh sau đó, Nguyệt Lăng tên thiên tài này cũng sớm đã làm mẫn nhiên cùng mọi người rồi cũng để cho hắn và Diêu Bạch Vũ bọn họ một dạng, dưỡng thành ỷ lại tần tinh thói quen. Cũng may, Diều Bạch Phú bọn họ gắng sức giết địch một màn, chính là lại lần nữa kích phát hắn sĩ khí cùng lòng tin, tuy rằng vừa vặn chỉ là tám bước tinh vương, nhưng lại có dám cùng Long chỉ chúng chống lại dũng khí, hơn nữa phó chưa vô hành động. Hướng theo Nguyệt Lang lao ra, Mộc Thanh Linh thân hình chợt lóe cũng muốn xông lên thiên không, mà kiếm huyền tử âm thanh chính là đột nhiên vang dội, "Nữ oa nhi, không cần lo chúng ta, mau đi xem một chút thiên khốc tộc tiểu tử kia." Nghe được kiếm huyền tử mà nói, Mọi người lúc này mới nhớ tới rồi hôm nay lập xuống công lao lớn nhất Long Lệ, vội vã đồng loạt hướng về Long Lệ vị trí chỗ đó nhìn sang. Chỉ thấy Long Lệ vẫn đứng tại chỗ, thân hình cao ngất như núi, nhưng lại không nhúc nhích, trên mặt bao bọc cái kia màu máu khóc mặt mũi cụ, đột nhiên rắc rắc một tiếng, xuất hiện một kẽ hở. chương 702, ý chí khích lệ, lạch cạch một tiếng, xuất hiện vết nứt khóc mặt mũi cụ, từ Long Lệ trên mặt chậm rãi chảy xuống, nặng nề ngã tại trên mặt đất, bể thành hai nửa. Long Lệ mặt cũng lộ ra ngoài, mà vào giờ phút này hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, cả người rõ ràng đã lâm vào độ sâu trong hôn mê, nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ sừng sướng không ngã. Nhìn đến Long Lệ thân ảnh, một khắc này, vô số sinh linh trong đầu, đột nhiên nổi lên tần tinh thân ảnh. Hơn nữa, dần dần, Long Lệ thân ảnh cùng tần tinh thân ảnh chồng lên nhau cùng nhau. Bởi vì bất kể lúc nào, tần tinh cũng là giống như hiện tại Long Lệ một dạng cho dù người bị trọng thương nữa, cho dù nằm ở bên bờ tử vong, nhưng mà thân thể của hắn nhưng thủy chung sẽ không ngã xuống. Long lệ tuy rằng thực lực không bằng tần tinh, nhưng lại có cùng tần tinh một dạng, kiên cường, ngoan cường ý chí bất khuất. Còn có kia đang trên bầu trời, đang lấy yếu chiến mạnh, lấy ít đánh nhiều diêu bạch vũ và người khác, bọn họ, đồng dạng có kiên cường cùng ngoan cường ý chí bất khuất. Chính là bởi vì loại ý chí này tồn tại, mới có thể làm cho tần tinh lần lượt tại thời khắc nguy nan cứu vất tần thiên tinh, để cho tần tinh lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh, trầm mặc, cả Khỏa Tần Thiên Tinh, trầm mặc, Long Tiền Bối, đã vào tới Long Lệ bên cạnh, Long Lệ nhìn rõ tình trạng Mộc Thanh Linh, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Với tư cách cực kỳ mạnh mẽ tinh dược sư, Mộc Thanh Linh tự nhiên một cái liền đã nhìn ra Long Lệ tình huống vô cùng tệ hại, thậm chí chính mình cũng chưa chắc có đến có thể cứu sống hắn khả năng. Nếu mà Long Lệ thật chỉ là thi triển một nửa nén hương thời gian thiên khốc như vậy tình huống của hắn cũng biết như cùng hắn lúc trước theo như lời loại này, chỉ là trong vòng một canh giờ không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà, hắn thi triển cũng không phải là bình thường thiên khốc, mà là thiên khốc huyết khấp. Đây là thiên khốc nhất tộc cấm kỵ thuộc về khóc, lấy huyết khấp thiên, lấy mệnh thiên khốc. Nói cách khác, loại này khóc kỳ tê, chính là lấy tiêu hao tánh mạng mình đến làm giá, cho dù mỗi kéo dài một hơi thở thời gian, liền biết chi nhiều hơn thu khủng bố sinh mệnh. Mà Long Lệ chính là để cho huyết khấp kéo dài đến một nửa nén hương thời gian, có thể tưởng tượng được, hắn hôm nay tình trạng đã kém đến trình độ nào. Nguyên bản Long Lệ thì không muốn thi triển huyết khấp, nhưng là khi hắn tiếng khóc lúc xuất hiện, hắn liền lập tức ý thức được, bằng vào bình thường thiên khốc, căn bản không có khả năng trói buộc chặt 25 vị Long chỉ chúng. Mà nhìn thấy đã tại sông ra Diêu Bạch Vũ và người khác, Long Lệ cũng là quả quyết, thi triển ra huyết khấp, đây mới thành công đem Long chỉ chúng cho dẫn vào đến đau khổ trong trạng thái. Mộc Thanh Linh móc ra một khỏa tinh đan hướng về Long Lệ miệng bỏ vào, nhưng mà ngay tại tinh đan vừa mới đụng chạm lấy Long Lệ đôi môi thời điểm, Long Lệ kia từ đầu đến cuối sừng sướng không ngã thân thể, chính là tại như thế đôi chút lực dưới đường thẳng tắp ngã quỵ về phía sau đi xuống. ầm, um, thân thể lại lần nữa đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm muộn cũng phá vỡ tần thiên tinh trầm mặc. Nhất thời liền có vô số đạo thân ảnh trong lúc bất chợt đột một từ mặt đất vụt lên, xông về bầu trời xông về những cái kia rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong long chỉ chúng những này thân ảnh bên trong có vương thiên bói có ẩn lão có yến nam thu có tần dương có phan mộc dương có tôn thanh lãng có chu đại lượng có đến tần tinh nhận biết cùng mỗi một người tự nhiên càng nhiều chính là rất nhiều lặng lẽ vô danh các tu sĩ nguyên bản thủy chung là mang trong lòng hy vọng chờ đợi tần tinh xuất hiện đến cứu bọn họ rốt cuộc tại long lệ cùng diêu bạch vũ và người khác loại kia kiên cường ngoan cường ý chí bất khuất khích lệ phía dưới bạo phát ra đồng dạng ý chí. Kiếm huyền tử nói đúng, mặc kệ tần tinh ra không xuất hiện, tần thiên tinh đều là chúng ta cùng quê hương, đương ra vườn đối mặt nguy hiểm thời điểm, chúng ta mỗi cái sinh linh đều muốn cống hiến ra lực lượng bản thân, cho dù lực lượng này là cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể. Mỗi một lần đều là tần tinh đang bảo vệ chúng ta, lần này tần tinh nếu không cách nào xuất hiện, nếu chính ở vào tu luyện quan trọng trước mắt, như vậy lần này liền để cho chúng ta đi bảo hộ tần tinh nhìn đến kia bắn tung tóe lên trời vô số đạo thân ảnh, tần tinh cùng phân thân trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia như chút được gánh nặng tươi cười. Hắn biết rõ, những sinh linh này thành công chiến thắng chính bọn hắn. Không có mình tần thiên tinh, vẫn sẽ bùng nổ ra để cho bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào đều phải vì thế mà sợ hãi lực lượng cường đại. Chỉ cần có loại này ý chí, mỗi người, mỗi cái sinh linh, kỳ thực đều có thể trở thành tần tinh. Còn lại 14 người long trì chúng, vào giờ phút này, hẳn là sợ hãi rồi. Với tư cách tử vi đế tinh phụ tinh, đúng như ông lão mặc áo trắng kia theo như lời loại này, bọn họ tự nhận là là địa vị tôn sùng, thân phận tôn quý quý tộc. Bọn họ đến nơi đến chốn, vạn linh thần phục, căn bản không có bất luận nhân vật nào, dám chống lại mệnh lệnh bọn họ. Bọn họ muốn ai sống, người đó liền có thể sinh, bọn họ muốn người đó chết, ai thì nhất định phải chết. Vậy mà hôm nay, tại khỏa này căn bản vào bọn họ không được mắt một khỏa đê cấp tinh thần bên trên, được bọn hắn coi là đê tiện rất nhiều sinh mệnh, không những dám đứng ra đối kháng mình, hơn nữa dĩ nhiên là sập đổ hết rồi toàn bộ sinh linh chi lực, đây là bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp phải, cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình. Tuy rằng bọn họ vẫn là tinh quân cao thủ, vẫn có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà chỉ là 14 người, đối mặt hàng ngàn hàng vạn, thành 10 vạn trên một triệu vô số sinh linh liên hợp, bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi bình tĩnh cùng lòng tin. Đặc biệt là với tư cách thủ lĩnh bọn họ lão giả áo trắng, lúc này vậy mà mang theo sợ hãi thần sắc, không ngừng ở trên không trong xuyên qua, trốn tránh từ đầu đến cuối theo sát phía sau của tiên tử hành vi, càng là thâm sâu kích thích bọn họ. Một người long chỉ chúng cơ hồ là khàn cả giọng hướng về phía đồng bọn mình nhóm quát, chúng ta rút lui đi, trên hành tinh này sinh linh, bọn họ căn bản là kẻ điên A. Hắn cũng không biết, vào giờ phút này hắn đối với tần thiên tinh tất cả sinh linh đánh giá, vừa vặn chính là ban đầu cô thần vệ cùng thôn thiên minh các tu sĩ, đối với tần tinh đánh giá. Tần tinh là kẻ điên, tần tinh thủ hạ là kẻ điên, Tần tinh thân bằng hảo hữu là kẻ điên, thậm chí ngay cả tần tinh sinh tồn khỏa tinh thần này, đều điên. Bọn họ đối mặt địch nhân, đối mặt người xâm nhập, mỗi một người đều là không sợ chết, trạng thái như điên cuồng. Loại này sinh linh, loại này tinh thần, không người nào nguyện ý đối mặt. Chỉ đại nhân, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Long chỉ chúng một bên hoàn toàn là qua loa lấy lệ đang cùng quanh người chung đội các sinh linh giao thủ, một bên lớn tiếng đối với vị kia lão giả tóc trắng phát ra kêu gọi. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng lão già tóc trắng, cũng chính là chỉ đại nhân khẳng định còn muốn cùng cái kia cổ tiên tử lại đọ sức một hồi, nhưng mà không nghĩ đến, nghe được bọn họ mà nói, cổ tiên tử vậy mà lập tức dừng lại truy kích thân hình, mà chỉ đại nhân cũng là xoay đầu lại liếc mắt nhìn chầm chầm cổ tiên tử sau đó, dùng sức gật đầu một cái nói, được, chúng ta ly khai. Xong khi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống đồng thời, lại có một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên trên bầu trời vang dội Mất đi Tử Vi Đế Tinh che chở, Long chỉ chúng các người thật là trở nên càng ngày càng phế vật. Chương 703, thứ 16 khiến cho thiên hình sứ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở thiên không, số người đồng dạng tại 25 người hắc y nhân, lão giả tóc trắng cơ hồ là từ răng trong hàm răng nặn đi ra rồi ba chữ kia. Giống như Long chỉ chúng một dạng, thiên hình sứ tự nhiên cũng là vì truy tìm Tử Châu Túc chủ mà đến, chỉ bất quá đám bọn hắn thoáng tới chế một hồi, cho nên vừa vặn thấy Long trì chúng đang bị đánh chật vật không chịu nổi. Chuẩn bị chạy trốn một màn này, lúc này mới lên tiếng châm chọc Bởi vì Long chỉ trúng ỷ vào thân phận mình cao quý, địa vị cao cả Cho nên bất kể là tại 16 thần tộc, vẫn là tại 16 thần tộc phụ tinh bên trong Nhân duyên đều cũng không tốt lắm Tử vi đế tinh tồn tại thời điểm, mọi người ít nhiều gì đều sẽ nhường bọn họ một điểm Bất quá hướng theo tử vi đế tinh biến mất, mọi người đương nhiên sẽ không mua nữa bọn họ sổ sách Tuy rằng còn chưa đạt công khai vạch mặt trình độ nhưng mà thỉnh thoảng va va chạm chạm chính là lúc đó có phát sinh. Càng không cần phải nói hiện tại Long chỉ chúng chật vật như vậy, thiên hình sứ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy thật tốt chế diễu cơ hội. Bất quá, bởi vì thiên hình sứ đột nhiên xuất hiện, chính là để cho tần thiên tinh tất cả sinh linh đều là ngây ngẩn cả người. Tuy rằng tạm thời bọn họ còn không biết đến là địch hay bạn, vậy do khoảng không xuất hiện lần nữa 25 tên tinh quân, nơi thả ra ngoài áp lực cùng khí tức, chính là đủ để cho bọn họ cảm thấy rung động thậm chí ngay cả kia cổ tiên tử đều là khẽ cao mày, nụ cười trên mặt chuyển đổi thành vẻ ngưng trọng, siết ngừng dưới thân kim tầm, cũng tạm thời dừng lại đối với lão giả tóc trắng chu diệt. Chỉ có tần tinh cùng thôn vệ phân thân, biết rõ thiên hình sứ đồng dạng là địch không phải bạn, cho nên sắc mặt âm trầm. Đặc biệt là thôn vệ phân thân trong hai mắt, càng là hung quang thiểm thước, bởi vì từ nơi này đàn thiên hình sứ trên thân, hắn cảm thấy nồng nặc đẫm máu ngoan lệ chi ý, thế cho nên đều bị kích phát ra ẩn núp thu tính lão giả tóc trắng hung ác hướng về phía thiên hình sứ nói, các ngươi không cần đắc ý, các ngươi bất quá là vận khí tốt, đến quá muộn rồi một điểm mà thôi, nếu như tới sớm chốc lát mà nói, các ngươi kết cục tuyệt đối so với chúng ta còn muốn chật vật. Nói thật, đối với tần thiên tinh tất cả các sinh linh phản kích, lão giả tóc trắng trong lòng cũng thật có một tia kiên kỵ, ai có thể nghĩ tới, một khỏa cấp thấp như vậy tinh thần bên trên mấy tên tinh quân, vậy mà để cho Long chỉ chúng thương vong thảm trọng, thậm chí cho tới bây giờ, đều còn không thấy tử châu túc chủ một người hắc y nhân từ thiên hình xứ trong bước mà ra, trên mặt bao phủ một tầng hắc ám, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn chân thực tướng mạo, bất quá không khó đoán ra, hẳn đúng là người đầu lĩnh. Chỉ thấy hắn trên cao nhìn xuống hướng về phía bầu trời trên mặt đất tất cả mọi người nhìn chung quanh một cái sau đó, hướng về phía lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng nói, ta còn thực sự không tin, bất quá chỉ là 10 tên tinh quân, lại thêm một ít con kiến hôi, là có thể để cho ta thiên hình xứ lâm vào các ngươi chật vật như vậy tình huống. Kỳ thực trên tần thiên tinh hôm nay tổng cộng có 11 gã tinh quân, chỉ có điều long lệ nằm ở trên mặt đất, cả người khí thức đều không còn, cho nên hắc y nhân cũng không có đem hắn tính toán tại bên trong. hắc y nhân lời nói khiến cho lão già tóc trắng trên mặt không nén nổi một hồi nóng rát, xác thực, nếu đổi lại là chốc lát lúc trước hắn, cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng, long chỉ chúng sẽ bị một tí tẹo như thế người cho dồn đến loại này trình độ. Chính là sự thật mạnh hơn lời nói, vốn là thiên khốc tộc người lấy huyết khấp kiềm chế toàn bộ long chỉ chúng, tiếp tục cổ tộc cổ tiên tử, lại thành công đem chính mình vững vàng cuốn lấy, cuối cùng tần thiên tinh tất cả sinh linh trong lúc bất chợt bộc phát cường đại sĩ khí, đây mới đưa đến hiện tại cục diện xuất hiện. Càng làm cho lão giả tóc trắng cảm thấy phẫn nộ là, nếu như không có quá lơ là lời nói với người xa lạ, như vậy tiếp theo, thiên hình sứ sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết xong tần thiên tinh những sinh linh này, thậm chí khả năng tiến một bước tìm ra tử châu túc chủ. Nói cách khác, mình long chỉ chúng hoàn toàn chính là lấy sinh mệnh đang vì thiên hình sứ lót đường, hôm nay đường bày xong người mình cũng chết không sai biệt lắm thiên hình sứ nhặt được cái thiên đại tiện nghi lão giả tóc trắng bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái cổ tiên tử hướng về phía hắc y nhân nói ngươi xem cho rõ ta cũng không tin người thiên hình sứ dám trêu chọc nàng hắc y nhân ánh mắt tự nhiên rời đến cổ tiên tử trên thân đặc biệt là khi nhìn thấy cái kia dài hơn một trượng ngắn kim tầm thời điểm trong thanh âm không nén nổi để lộ ra chút khiếp sợ kim tầm chẳng lẽ là cổ tộc nghe được hắc y nhân mà nói lão giả tóc trắng trên mặt nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, ngược lại nhìn về phía cổ tiên tử nói, cổ tiên tử, hắn chính là cũng phạm cổ tộc ngươi đại kỵ. Cái gọi là cổ tộc đại kỵ, liền là tuyệt đối không thể ngay trước cổ tộc mặt người, vạch trần bọn họ thân phận. Vừa mới lão già tóc trắng chính là vì này mới tại bất chi bất xác bị cổ tiên tử hạ cổ, mà bây giờ hắn cũng rõ ràng là cố ý khích bác ly gián, phải để cho thiên hình sứ đồng dạng cùng cổ tiên tử là địch. Bởi vì chỉ cần cổ tiên tử có thể đem sự chú ý chuyển tới hắc y nhân trên thân, như thế tóc trắng lão giả mình liền có thể thoát vây mà ra, cho nên chỉ huy còn lại long chỉ chúng, có lẽ có thể thay đổi hôm nay chật vật cục diện, thậm chí ở sau đó trong thời gian, nghĩ biện pháp tìm ra tử châu túc chủ. Dù sao, nói riêng về thực lực mà nói, lão giả tóc trắng có đến mãnh liệt tự tin, tại tần thiên tinh này lên, mình tuyệt đối là cường đại nhất, thậm chí coi như là thiên hình sứ, tối đa cũng bất quá cùng mình sàn sàn với nhau. Chỉ tiếc, cổ tiên tử tại nhìn thoáng qua hắc y nhân sau đó, liền thu hồi ánh mắt, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng nói, mọi việc luôn có cái tới trước tới sau. Những lời này vừa nói, lão giả tóc trắng trong lòng nhất thời trượt lạnh, hiểu rõ cổ tiên tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua mình, như vậy mình ngoại trừ mau chóng rời khỏi tần thiên tinh ra, vừa mới suy nghĩ đến kế hoạch đều biến thành nói không. Đang lúc này... Hắc y nhân bỗng nhiên hướng về phía cổ tiên tử chắp tay một cái nói, tại hạ là thiên hình sứ thuộc về thứ 16 sứ, Đến chỗ này chỉ vì tìm kiếm Tử Châu Túc chủ, chỉ cần cổ tiên tử không phải vì người này mà đến, như vậy Tại Hạ cũng không muốn nguyện ý cùng tiên tử là địch, kính xin tiên tử châm trước một hồi, ngày sau thiên hình sứ nhất định có hồi báo. Không khó nhìn ra, vị này thứ 16 khiến cho đối với cổ tiên tử vậy mà cũng là cực kỳ kiêng kỵ, giọng nói đều là vô cùng khách khí, hoàn toàn không giống hắn đối mặt lão giả tóc trắng thì loại này. Cái này khiến mắt thấy hết thảy các thứ này tần tinh, trong lòng không nén nổi dâng lên nghi ngờ mặc dù mình cũng đã nghe nói qua cổ tộc, nhưng khi đó chỉ là thương hải cầm để hình dung thôn thiên tinh tình huống một cái tỷ dụ, căn bản không hiểu cổ tộc cuối cùng có chỗ đặc thù gì, vậy mà lại để cho thiên hình sứ cùng long chỉ chúng đều là sợ hãi như vậy. Vừa vặn thiên cơ tử cũng là không nhịn được hỏi, tần tinh, hiện tại tần thiên tinh tình huống như thế nào? Bọn họ thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng thông qua tần tinh cùng phân thân của hắn trong lúc đó liên hệ, cho nên biết được đến trên tần thiên tinh chuyện phát sinh, cho nên chỉ có thể hướng về phía tần tinh hỏi thăm. Tần tinh sắc mặt ngưng trọng nói, tình huống không tốt lắm, vốn là long chỉ chúng đã phải rời đi, chính là thiên hình xứ lại lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù coi như bọn họ song phương, khoảng cách với nhau tựa hồ là có đến thủ án, nhưng mà một khi liên hợp đến cùng nhau mà nói, như vậy tần thiên tinh vẫn đem lọt vào to lớn nguy hiểm trong đó. Thiên cơ tử thở dài nói, không ra ngoài dữ liệu mà nói, bọn họ nhất định sẽ liên hợp đến cùng nhau, dù sao cùng tìm ra tử châu túc chủ so sánh, bất luận cái gì thủ án đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Đối với Thiên Cơ Tử nói tới, Tần Tinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn nghĩ đến, này đôi mới chắc cũng sẽ liên hợp đến cùng nhau, bất quá hiện tại hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ liên quan tới cổ tộc Lai Lịch, cho nên hỏi Thiên Cơ Tử, cổ tộc rất cường đại sao? Vì sao ta nhìn thấy bất kể là thiên hình sứ vẫn là long trì chúng, đối với cổ tộc đều là thập phần sợ hãi. Cổ tộc, Thiên Cơ Tử âm thanh đột nhiên tăng lên, trong thanh âm cũng là tràn đầy không cách nào che giấu khiếp sợ, người nói, trên Tần Thiên Tinh lại có cổ tộc người hơn nữa còn đối với thiên hình sứ cùng long chỉ chúng xuất thủ. chương 704, cổ tộc lai lịch, từ thiên cơ tử kia khiếp sợ trong giọng nói, tần tinh có thể nghe được, đối với cổ tộc xuất hiện, hắn chỉ là khiếp sợ, nhưng cũng không giống như long chỉ chúng cùng thiên hình sứ loại này sợ hãi. Tần tinh đáp phải, có một cái cổ tộc người, tự xưng là cổ tiên tử, hẳn đúng là kiếm huyền tử tiền bối bằng hiếu, được hắn lời mời, xuất thủ kiềm chế long chỉ chúng cao thủ mạnh nhất. Như hôm nay hình khiến cho người cầm đầu, đối cũng là thập phần khách khí, nguyện ý cùng nó kết giao. Cổ tộc, thiên cơ tử âm thanh hơi bình tĩnh chút ít, lại lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này sau đó, mới tiếp tục mở miệng nói, tần tinh, ta không chỉ một lần cùng ngươi đã nói, vô tận tinh không bên trong, vạn tộc san sát, chân chính là tàng long ngỏa hổ, thậm chí có không ít tộc đàn cùng tồn tại, cho dù là thần tộc cũng không nguyện chiêu chọc cùng đắc tội. Bất kể là cái kia suýt chút nữa giết chết người hồn tộc, vẫn là hôm nay hiện thân cổ tộc, đều thuộc về phạm vi này bên trong. Thiên cơ tử mà nói, hẳn là để cho tần tinh cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút hắn tuy rằng không biết cổ tộc nhưng mà liên quan tới hồn tộc sự tình ngược lại nghe nói qua một chút đặc biệt là hồn tộc diệt phong cũng là bởi vì quá mức mạnh mẽ cho nên đưa đến vô số tộc đàn liên hợp chung một chỗ mới đưa toàn bộ hồn tộc tiêu diệt bất quá dù vậy hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh lại vẫn là đại nạn không chết trốn khỏi một kiếp để báo thù cho nên hồn tinh mới không tiếc tạo ra thôn thiên minh tạo ra thôn thiên tinh từng bước một áp dụng hắn tạo thần kế hoạch chỉ cần một hồn tộc thiếu tộc trưởng, liền có thực lực cường đại như thế, rõ ràng như thế, toàn bộ hồn tộc tại đỉnh phong nhất thời điểm, thực lực thật chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng mà, hiện tại thiên cơ tử vậy mà nói cổ tộc hòa hồn tộc là ngang hàng tồn tại. Đây chẳng phải là nói, cổ tộc thực lực, không kém chút nào hồn tộc. Đã như vậy, vị kia cổ tiên tử vì sao lại sẽ rơi vào trên tầng thiên tinh, hơn nữa lặng lẽ ở cho tới bây giờ. Thiên cơ tử sau một hồi trầm mặc, mới nói tiếp, người mới vừa nói, cái kia cổ tiên tử hẳn đúng là kiếm huyền tử bằng hữu đây tuyệt đối không có khả năng nếu quả thật là như thế mà nói như vậy đừng nói kiếm huyền tử rồi coi như là toàn bộ thì kiếm nhất tộc trong tinh không địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên trở thành đỉnh phong một trong mấy lực lớn tần tinh không nhịn được nói nói như vậy nửa ngày đây cổ tộc cuối cùng có gì có thể sợ địa phương vậy mà để cho nhiều người như vậy đều sẽ kiêng kỵ như vậy thiên cơ tử cổ quái cười một tiếng nói tần tinh ta hỏi ngươi giữa thiên địa này đây vô tận tinh không bên trong loại nào sinh linh số lượng nhiều nhất cái vấn đề này tần tinh cho ra mấy cái câu trả lời nhưng lại đều bị thiên cơ tử từng cái bác bỏ thẳng đến nhìn ra tần tinh hẳn đúng là thật không biết sau đó thiên cơ tử mới gần từng chữ bất kể là tinh thần bên trên vẫn là tinh không bên trong số lượng nhiều nhất sinh linh chính là trùng trùng tần tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi bất quá chợt liền biết trùng chỉ là một cái gọi chung giống như kiến chi chu con rết sâu lông vân vân, đều là thuộc về trùng trùng loại một trong, cũng là tất cả sinh linh đủ loại. Xác thực, nếu mà đơn so số lượng mà nói, trùng số lượng tuyệt đối là nhiều nhất. Xa không nói, liền nói trên tần thiên tinh, chỉ riêng là kiến số lượng, liền nhất định phải so với nhân loại, so sánh thú loại nhiều hơn. Mà kiến chẳng qua là trùng một loại, nếu quả thật đem toàn bộ trùng đều tính gộp lại, kia số lượng đem sẽ vô cùng to lớn, lớn đến khó có thể tính toán. Tuy rằng trùng số lượng nhiều như vậy, nhưng bất kể là người bình thường, vẫn là tu sĩ, thậm chí là thú loại, yêu linh, lại cho tới bây giờ không có đem trùng coi ra gì, để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, trùng, quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến để cho những sinh linh khác đều là không tự chủ xem nhẹ trình độ. Hàng trăm hàng ngàn con kiến, tụ tập trung một chỗ, rất có thể đều ngăn cản không nổi người bình thường hạ xuống một cái chân. Cổ tộc, lại được xưng là trùng tộc, thiên cơ tử tiếp tục nói, người có phải hay không cảm thấy trùng phi thường nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, nhưng mà ngươi suy nghĩ thật kỹ, hàng ngàn hàng vạn trùng, có lẽ ngươi không biết sợ hãi, nhưng mà nếu như là thành ngàn vạn trên ức, hoặc là trên 10 ức, trên 100 ức, thậm chí hơn 1.000 ức, hơn vạn ức trùng tụ tập trung một chỗ thời điểm, bọn họ còn nhỏ yếu sao? Tựa như cùng tu sĩ một dạng, một đám cấp thấp nhất tinh sĩ, khẳng định không phải một vị tinh vương đối thủ, như vậy nếu như có trên ức tên tinh sĩ đối phó một vị tinh vương, tinh vương cũng không phải là đối thủ. Tần tinh lặng lẽ gật đầu một cái, thừa nhận thiên cơ tử mà nói là đúng, một cái trùng hẳn là rất nhỏ yếu, nhưng là khi số lượng khổng lồ trùng tụ tập lại thời điểm, lại là phi thường đáng sợ. Ngoài ra, người cũng đừng tưởng rằng một cái trùng yếu nhỏ, trên thực tế, trùng ở một phương diện khác thiên sinh có năng lực, thậm chí vượt qua xa nhân loại, vượt qua thú loại. Nói thí dụ như, một con kiến, nó có thể mang trên lưng vượt qua thể trọng mình gấp 6 lần đồ vật, người bình thường có thể chứ? Bình thường thú loại có thể chứ? Cổ tộc, sở dĩ sẽ được xưng là trùng tộc, liền là bởi vì bọn hắn nhất tộc sinh ra liền nắm giữ khống chế trùng năng lực hướng theo thực lực bọn hắn để thăng khống trùng năng lực cũng sẽ có được đề thăng cùng tiến hóa mà khi bọn hắn có thể khống chế một khỏa tinh thần trên toàn bộ trùng thời điểm chỉ cần ra lệnh một tiếng khỏa tinh thần này liền biết tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không đại đa số sinh mệnh đều không cách nào sống sót tần tinh nhíu mày một cái nói cái này cùng sư phụ thú tông ngược lại có điểm giống nếu mà thú tông cũng có thể khống chế toàn bộ thú loại chắc có thể đạt đến hiệu quả như vậy đi vậy tại sao người khác đối với thú tông không có như vậy sợ hãi đâu thiên cơ tử cười hắc hắc nói đừng có gấp ta vẫn chưa nói hết nếu mà cổ tộc chỉ có thể khống trùng mà nói dứt khoát như vậy liền gọi trùng tộc được rồi cần gì phải gọi cổ tộc đây cổ mới thật sự là để cho người cảm thấy đáng sợ đồ vật cái gọi là cổ chính là lấy trùng chế tạo ra được một loại bí thuật giống như phong ấn khôi lỗi chờ thuật một dạng cổ thuật trùng loại bầy la liệt tác dụng cũng là có rất nhiều đặc biệt là hạ độc phương thức càng là đa dạng để cho người khó lòng phòng bị nghe đến đó tần tinh nghĩ tới lúc trước vị kia lão giả áo trắng nghe nói trên người mình bị hạ cổ sau đó hoảng loạn lão giả áo trắng thân là sáu vân tinh quân vậy mà cũng không biết là từ lúc nào bị cổ tiên tử hạ độc thật là khó lòng phòng bị mà một khi ở bên trong thân thể cổ thuật trong cơ thể có cổ tồn tại kia thật là cầu sống không được cầu chết không xong hạ độc người để ngươi làm gì người thì nhất định phải làm gì không thì cổ thuật phát tác vô cùng thống khổ hiện tại người hiểu rõ vì sao đối với cổ tộc tất cả mọi người đều sẽ kiêng kỵ nguyên nhân đi tần tinh đương nhiên đã minh bạch trong lòng không thừa nhận cũng không được cổ tộc đáng sợ đừng nói là cổ thuật rồi chỉ riêng khống trùng năng lực cũng đủ để cho cổ tộc hoành hành không cố kỵ rồi bất quá nếu cổ tộc lợi hại như vậy vì cái gì cũng không có danh tiếng gì lẽ nào giống như hồn tộc một dạng bị người liên thủ tiêu diệt còn nữa nếu mà ở bên trong thân thể cổ thuật lẽ nào không cách nào có thể giải sao Thiên cơ tử nói: "Trước trả lời ngươi vấn đề thứ hai, cổ thuật đương nhiên là có biện pháp giải, đơn giản nhất phương pháp chính là hạ độc người vì ngươi giải." "Trừ chỗ đó ra còn có cái gì những biện pháp khác?" "Trừ chỗ đó ra, chính là tìm chúng ta đến giải, cũng chính là ngươi vấn đề thứ nhất đáp án." Tần Tinh hơi ngẩn ra, thậm chí không nhịn được đưa tay chỉ bộ ngực mình nói: "Chúng ta." Thiên cơ tử khẳng định nói: "Phải, chúng ta." Chương 705: Khắc Tinh quan hệ. Tần Tinh càng thêm nghi hoặc bởi vì hắn hoàn toàn không rõ mình có phương pháp gì có thể tháo gỡ cổ thuật cũng may thiên cơ tử không có tiếp tục thừa nước đục thả câu đã giải thích tiếp nói chúng ta tinh mệnh sư tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tinh mệnh sư cũng có thể tháo gỡ cổ tộc cổ thuật khó trách vừa mới thiên cơ tử nghe nói cổ tộc xuất hiện sau đó chỉ có khiếp sợ cũng không có sợ hãi đâu thân là tinh mệnh sư hắn căn bản là không sợ cổ tộc chỉ là tần tinh vẫn không nghĩ ra vì sao tinh mệnh sư có thể tháo gỡ cổ thuật Thiên cơ tử trong thanh âm không nén nổi lại để lộ ra chút đắc ý nói, hồn tộc là dựa vào thực lực cường đại xưng bá, mà cổ tộc bất đồng, cổ tộc dựa vào là bọn họ khó lòng phòng bị, khó có thể hóa giải cổ thuật. Bất kỳ chủng tộc nào cùng sinh linh đều sợ hãi cổ tộc, duy chỉ có tinh mệnh sư không sợ hãi, bởi vì chúng ta mệnh thạch, chính là giải trừ cổ thuật linh đan diệu dược. Lại là mệnh thạch, đối với mệnh thạch hiểu rõ càng nhiều, tần tinh trong lòng hiếu kỳ cũng lại càng lớn. Mệnh thạch rốt cuộc là thứ gì, vì sao có tất cả tác dụng? cổ tộc nguyên bản cũng hẳn là hòa hồn tộc một dạng phách lối bá đạo xương bá tinh không nhưng là khi vừa vặn có thể khắc chế tộc bọn họ tinh mệnh sư xuất hiện sau đó bọn họ ngay lập tức sẽ đàng hoàng không ít thậm chí năm đó ta tại tinh không du lịch thời điểm đều bị mấy cái gia tộc số tiền lớn lễ vật giúp đỡ bọn họ biết mấy cái cổ thuật tinh mệnh sư xuất hiện hoàn toàn thay đổi cổ tộc địa vị cũng để bọn hắn dần dần lẩn trốn đi thậm chí im tiếng biệt tích bất quá dù vậy tại bất kỳ thế lực nào bất luận người nào gặp phải cổ tộc thời điểm nếu như không có tinh mệnh sư bồi bạn cũng biết cảm thấy sợ hãi dù sao có là có thể làm cho ngươi trong nháy mắt tử vong hoặc là bị khống chế cổ thuật tần tinh cuối cùng cũng hiểu được cổ tộc lai lịch bất quá nếu mình thân là tinh mệnh sư cũng không sợ hãi cổ thuật như vậy tự nhiên cũng chỉ không cần sợ cổ tộc thậm chí tần tinh đều hết sức cảm tạ vị này của tiên tử nếu mà không phải nàng tồn tại hơn nữa xuất thủ sợ rằng hiện tại tần thiên tinh tình huống sẽ càng thêm hỏng bét nhưng mà thiên cơ tử tựa hồ là biết rõ tần tinh suy nghĩ một dạng ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh nói, tần tinh, ta nhắc lại ngươi một câu, cổ tộc cùng tinh mệnh sư phòng, có thể nói là khác tinh một dạng, một khi gặp phải, liền là không chết không thôi kết cục, tuyệt đối không tồn tại cái khác bất luận cái gì khả năng, cái gì hóa địch thành bạn, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chớ hòng mơ tưởng. Ngươi là tinh mệnh sư sự tình, tại trên tần thiên tinh cũng không phải là cái gì bí mật, cái này cổ tiên tử chắc chắn biết, mà nàng lại từ đầu đến cuối không có ra tay với ngươi chỉ sợ là có mưu đồ khác, ngươi phải coi chừng. Mặc dù Tần Tinh biết rõ Thiên Cơ Tử là ý tốt nhắc nhở, nhưng mà nhưng trong lòng không khỏi có chút xem thường. Bất luận cái gì thù hận, trải qua chẳng qua thời gian qua đi, cũng sẽ dần dần hóa giải đi đến. Cổ tộc cùng Tinh Mệnh sư trong lúc đó thù hận, đã trùng điệp không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay biết rõ loại này thù hận cổ tộc tộc nhân, hoặc là Tinh Mệnh sư, sợ rằng đều không có mấy người, càng không thể nào xuất hiện một khi gặp phải liền không chết không thôi cục diện. Đúng rồi, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lại lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Phượng Thiên Tầm. Nàng dung nhan bị hủy, thật giống như liền là chúng một loại nào đó cổ thuật. Cái gì, những lời này để cho tần tinh trái tim lại lần nữa giật mình. Ta biết ngươi rất muốn thay Phượng Thiên Tầm khôi phục dung nhan, cho nên ta đặc biệt cũng kiểm tra một hồi, nhưng lại không thu hoạch được gì, vốn là ta căn bản không hề hướng cổ thuật trên muốn, bởi vì cổ tộc đều đã biến mất quá lâu, mà bây giờ nếu cổ tộc thật có tộc nhân xuất hiện, như vậy lại tiếp tục suy nghĩ một chút, Phượng Thiên Tầm rất có thể liền là chúng cổ thuật hủy dung người có biện pháp chứng minh sao bất chi bất giác tần tinh trong thanh âm đã nhiều hơn thấy lạnh cả người nếu mà phượng thiên tầm thật là bị cổ thuật hủy dung như vậy nhất định lại chính là cổ tiên tử hạ thủ mà phượng thiên tầm cùng cổ tộc trong lúc đó không thù không oán căn bản đều không có cơ hội đắc tội bọn họ như vậy cổ tiên tử vẫn sẽ đối nàng hạ độc sợ rằng mục đích chân chính là vì đối phó mình chứng minh biện pháp đương nhiên là có cũng rất đơn giản chờ ngươi lần sau gặp lại đến nàng thời điểm chỉ cần bay vùn vụt nàng mí mắt nếu mà trên mí mắt có một giống như mãnh chữ màu trắng ấn ký liền là chúng cổ ngược lại tất không có không cần chờ khi đến lần đến lúc giải quyết xong thiên hình xứ cùng long chỉ chúng sau đó ta liền có thể biết rồi sau khi nói xong tần tinh không lên tiếng nữa bắt đầu tiếp tục mật thiết chú ý trên tần thiên tinh đang đang phát sinh tất cả mà thiên cơ tử thở dài nói ta nhắc lại ngươi một tiếng đối mặt thiên hình xứ sợ rằng đại đa số người đều sẽ không xuất thủ thậm chí khả năng bao gồm vị kia cổ tiên tử tại bên trong, cho nên, người phân thân, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, không tiếp tục hỏi vì sao, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn đã quyết định, để cho phân thân chuẩn bị xuất thủ. Vừa mới hắn lựa chọn bên cạnh xem, chỉ là vì để cho tần thiên tinh tất cả sinh linh, để cho diêu bạch vũ cùng long lệ bọn họ có thể thoát khỏi đối với mình ỉ lại. Hôm nay bọn họ nếu đã làm được, lại thêm đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên hình xứ, hắn đương nhiên không có khả năng lựa chọn nữa bên cạnh xem, tiếp tục chờ mắt nhìn đến những người này đi chịu chết. Tuy rằng hôm nay trên tần thiên tinh thế lực khắp nơi đã đình chỉ đánh nhau, nhưng mà bầu không khí vẫn như cũ là dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể tiếp tục bộc phát đại chiến. Đặc biệt là trên tần thiên tinh tất cả sinh linh, tuy rằng bọn họ sĩ khí cùng ý chí chiến đấu đều bị long lệ và người khác ý chí cho kích phát ra, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật không sợ hãi gì mục đích bọn họ ánh sáng không ngừng tại long chỉ chúng cùng thiên hình sứ trên thân người khác lướt qua đến lúc này bọn họ đã mơ hồ có thể đoán được thiên hình sứ tựa hồ cùng long chỉ chúng mục đích một dạng cũng là vì tìm gì từ châu túc chủ mà tới một khi tìm không được tử châu túc chủ như vậy bọn họ cũng rất có thể hủy diệt tần thiên tinh giết chết toàn bộ sinh linh kiếm huyền tử trong lòng phát ra một tiếng thở dài hắn biết rõ hôm nay kết quả là giữ nhiều lành ít bởi vì lần này lại không có cái thứ hai long lệ cũng không có càng nhiều sao hơn quân sẽ xuất hiện, chỉ có dựa vào chính bọn hắn, đến cứu mình cùng tần thiên tinh. Tuy rằng toàn bộ sinh linh đều không sợ chết, nhưng mà đối mặt gần 40 tên tinh quân cao thủ, hoàn toàn chính là trứng trọi với đá, không chịu nổi một kích. Đang lúc này, cổ tiên tử bỗng nhiên hướng về phía thiên hình sứ hắc y nhân tự nhiên cười nói nói, người rất biết cách nói chuyện, ta chỉ có điều nhờ vào đó tinh thần nghỉ ngơi mà thôi, cũng không là vì cái gì tử châu túc chủ mà đến, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ không xuất thủ, như thế nào? Hắc y nhân lúc này lần nữa ôm quyền chắp tay, thậm chí hơi khom lưng nói cảm ơn tiên tử. Cổ tiên tử cũng hướng về phía lão giả tóc trắng nói, ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi bất động ta, như vậy trên người của ngươi cổ cũng sẽ không phát tác. Bỏ lại những lời này sau đó, cổ tiên tử đã xoay người, mấy bước bước ra, liền cách xa khu vực này. Hiển nhiên, cổ tiên tử lời nói, rõ ràng bày tỏ nàng đem sẽ không lại đối với long chỉ chúng cùng thiên hình sứ xuất thủ, cũng chỉ đại biểu nàng sẽ không tiếp tục bảo hộ tần thiên tinh. Nhìn đến phiêu nhiên rời đi cổ tiên tử, kiếm huyền tử và người khác vốn là thấp thỏm tâm, nhất thời hoàn toàn thê lương xuyên thấu qua. chương 706, Đào Hoa Chi Sát, có cổ tiên tử ở đây, ít nhất còn có thể liên lụy ở một vị siêu cấp cao thủ, mà mất đi nàng tương trợ, kia tần thiên tinh thật là đại thế đã qua. Kiếm huyền tử ở trong lòng yên lặng nói, tần tinh, xin lỗi, không phải ta không muốn giúp người thủ hộ tần thiên tinh, mà là ta cũng không có lực rồi duy chỉ có lão già tóc trắng trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, hơn nữa ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhân nói, 16 sứ, ta đánh đến bây giờ, cũng không có bước ra tử châu túc chủ, cho nên không bằng chúng ta song phương liên thủ, trước tiên đem tử châu túc chủ tìm ra, sau đó chúng ta lại đến cân nhắc, đến tột cùng ai có thể đem dẫn đi, như thế nào. Hắc Y Nhân hơi trầm ngâm sau đó, dùng sức gật đầu một cái nói, có thể. Thống khoái, lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng nói, bất quá trước đó, Chúng ta vẫn là trước phải đem các loại thằng hề nhảy nhót nhóm giải quyết sạch. Hắc Y Nhân cũng không nói chuyện, tay vung lên, nhất thời liền có 12 tên thiên hình sứ đồng loạt vượt ra khỏi mọi người, đứng tại bầu trời, chậm rãi vươn tay ra, từng người tại trên mặt mình nhẹ nhàng một vệt. Mỗi người bọn họ trên mặt bao phủ hắc ám, ngay tại đây một vệt trong lúc đó tan biến không còn dấu tích, lộ ra bọn họ diện mục thật sự, cũng để cho toàn bộ thấy rất rõ chi nhân, không nhịn được hít vào một hơi. 6 nam lục nữ mỗi một người trên mặt, bất ngờ đều hiện đầy từng đạo giữ tợn vết thương, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Bất quá khi thấy lâu sau đó liền sẽ phát hiện, những ngày qua hình khiến cho trên mặt răng đầy vết thương, rõ ràng là hợp thành một đóa màu đỏ hoa đào đồ án. Kỳ quái hơn nữa là, một khi khi người thấy rõ hoa đào đồ án bên trong, nội tâm chấn động liền biết biến mất theo, thay vào đó, dĩ nhiên là một loại nếu muốn cùng đối phương thân mật ý nghĩ. Thậm chí, ngay cả tần tinh bản tôn, đều sinh ra dạng ý nghĩ này. Kỳ quái là, hắn thôn vệ phân thân lại không có loại ý niệm này. Ngoại trừ thôn vệ phân thân ra, duy chỉ có Diêu Bạch Vũ nhìn thấy hoa đào đồ án sau đó, căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ là sắc mặt đại biến, tự lầm bẩm bọn họ vậy mà cũng có đào hoa sát, hơn nữa bọn họ đào hoa sát, còn là bị khắc ở trên mặt. Đào hoa sát, tần tinh mặc dù không biết cái gì gọi là đào hoa sát, nhưng lại rốt cuộc hiểu rõ vì sao thiên cơ tử lại nói, đối mặt thiên hình xứ, đại bộ phận người đều sẽ không xuất thủ nguyên nhân, chính là trên mặt bọn họ, kia lấy vết thương tạo thành hoa đào đồ án. Bởi vì thậm chí liền ngay cả mình đều có muốn cùng bọn họ thân mật kích động, càng không cần phải nói những sinh linh khác rồi. Đang lúc này, 12 tên lộ ra mình khuôn mặt thiên hình sứ bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói, lui ra. Nhất thời, toàn bộ đang trên bầu trời tần thiên tinh tất cả sinh linh, tu vi hơi thấp điểm, giống như tôn thanh lãng và người khác, lập tức ngoan ngoãn lui xuống. Tu vi cao điểm, tỉ như vương thiên bói và người khác, tuy rằng cắn chặt hàm răng đang kiên trì, nhưng mà chỉ một lát sau sau đó, cũng là ngoan ngoãn thối lui đến rồi trên mặt đất. Cuối cùng, bầu trời chỉ còn lại kiếm huyền tử cho tinh quân cao thủ, vẫn còn tại chống cự, có thể là trừ diêu bạch vũ ra, những người khác thân thể đều đang khẽ run đấy. Tuy rằng bọn họ có thể không tuân thủ thiên hình xứ lùi ra lệch, nhưng lại cũng cần cực đại nghị lực cùng thực lực mới có thể miễn cưỡng chống lại. 12 tên kia lộ ra dung mạo thiên hình xứ sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chút nào không kinh hãi. Về phần Long chỉ chúng và người khác, chính là từ đầu tới cuối căn bản đều không có nhìn thiên hình sứ, cho nên bọn họ tự nhiên cũng không có đã bị loại ảnh hưởng này. Không được một nửa nén hương thời gian, lúc trước Long Lệ cơ hồ lấy tánh mạng mình làm giá mà xoay chuyển thế cục, vừa vặn bởi vì 12 tên lộ ra tướng mạo thiên hình sứ mà lần nữa đảo ngược. Trên bầu trời, thuộc về tần thiên tinh, chỉ có Diêu Bạch Vũ chờ chín tên tinh quân, mà khi bọn hắn bốn phương tám hướng, chính là có đến Long chỉ chúng cùng thiên hình sứ tính gộp lại gần 40 tên tinh quân cao thủ. Hiện tại, cho dù là Long Lệ hoàn hảo không chút tổn hại, lần nữa phát ra thiên khốc huyết khấp, cũng không khả năng để cho thế cục nghịch chuyển. Nói cách khác, Tần Thiên Tinh hôm nay vận mệnh, mấy ư đã định trước khó thoát một kiếp. Làm sao ngăn trở đào hoa sát, nghe được Tần Tinh trong miệng cắn răng nghiến lợi hỏi ra những lời này, thiên cơ tử tựa hồ sớm liền đang chờ đợi hắn hỏi thăm một dạng lập tức mở miệng đáp, có số đào hoa, người hẳn nghe nói qua đi, chính là chỉ có thể đối với người khác phái sản sinh lớn hết sức lực hấp dẫn. Hoa đào có tốt có xấu, hảo hoa đào đối với người vô hại, ngược lại hữu ích, nhân duyên mỹ mãn, nhưng mà hỏng hoa đào, tựu kêu là đào hoa sát, đơn giản lại nói đó là có thể thông qua đối với người khác phái hấp dẫn, cho nên uy hiếp khống chế được người khác. Liêm Trinh tinh cùng Tham Lang tinh, đây hai đại tinh thần, chính là lấy thiên sinh nắm giữ hoa đào mà nổi tiếng đặc biệt là tham lang tinh, càng bị xưng là hoa đào tinh. Diêu bạch vũ mệnh tinh hồng loan tinh, thiên hình sứ mệnh tinh thiên hình tinh, đều là liêm trinh tinh phụ tinh, chính là sinh ra liền nắm giữ đào hoa sát, chỉ có điều vị trí bất đồng mà thôi. Nếu muốn ngăn trở, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, chính là lấy thực lực hoặc định lực đến chống lại, mà người thôn vệ phân thân, bởi vì tính cách tiếp cận yểm thú, với tư cách vạn thú cùng vạn mộng chi chủ yểm thú, căn bản không có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu đào hoa sát ảnh hưởng. Thậm chí, nếu mà người đem yểm thú khí tức thả ra ngoài, còn có thể giúp đỡ người khác thoát khỏi đào hoa sát ảnh hưởng. Thiên cơ tử đơn giản lại tường tận giải thích, để cho tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng thường thường nghe có người nói đến nào đó một cái có số đào hoa, nhưng là căn bản không có nghĩ đến, hoa đào vậy mà cùng tinh thần có liên quan, hơn nữa còn có thiên sinh nắm giữ hoa đào cùng đào hoa sát tộc đàn. Khó trách trên thôn thiên tinh, diêu bạch phú cùng nó thuộc quyền tộc đàn, tuy rằng có vương tộc thực lực, nhưng lại lựa chọn ẩn cư, cho dù xuất hiện, cũng đều là đem khắp toàn thân bao phủ chặt chẽ, chính là vì phòng ngừa thiên sinh liền nắm giữ đào hoa sát, vô cớ ảnh hưởng đến người khác. Cái ý niệm này tại tần tinh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì hiện tại không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Thiên cơ tử chính là nói tiếp, tần tinh, người nhất định phải cẩn thận, tuy rằng người thôn vệ phân thân không bị đào hoa sát ảnh hưởng, nhưng là muốn bằng vào một cái phân thân, giết chết nhiều như vậy tinh quân, là tuyệt đối không có khả năng chuyện. Bởi vì đã bị đào hoa sát ảnh hưởng, tần tinh sắc mặt có chút hơi phiếm hồng, dùng sức hít một hơi nói ta tự có biện pháp. Trên tần thiên tinh, lão giả tóc trắng giọng khó nghe nói, các ngươi thiên hình sứ thật ra thì vẫn là rất may mắn, tuy rằng thiên sinh liền phải được thiên chi hình, lúc sinh ra đời trên mặt liền có đào hoa sát đồ án, nhưng mà liền bằng vào cái hình vẽ này, đủ để cho các ngươi không có gì bất lợi. Không khó nghe ra, lão giả tóc trắng rõ ràng là hết sức ghen tị thiên hình sứ nắm giữ đào hoa sát. Dẫn đầu hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu muốn, ta cũng có thể tại ngươi mặt khác xuống một cái đảo hoa sát đồ án. Cảm ơn, ta đều từng tuổi này, chỗ nào còn cần gì hoa đào. Vẫn là làm nhanh lên chính sự đi, lão giả tóc trắng liền vội vàng rời đi đề tài, hướng về phía tần thiên tinh tất cả sinh linh cất cao giọng nói, từ châu túc chủ, ta biết ngươi liền ẩn náu tại khỏa tần thiên tinh này lên, hiện tại, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, trong ba hơi thở nếu mà ngươi không xuất hiện, ta liền trước tiên giết mấy cái này tinh quân, ta nghĩ, bọn họ và ngươi nhốt hệ, hẳn rất không tệ chứ. Sau khi nói xong, lão giả tóc trắng lập tức bắt đầu đếm hết đệ nhất hơi thở. Tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống sau đó, liền nghe được một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên từ phía dưới vang dội ta bất kể các ngươi muốn tìm ai, hôm nay nếu mà các ngươi không rời đi tần thiên tinh, như vậy, liền vĩnh viễn không nên rời khỏi rồi. chương 707, phân thân hiện thân, cái thanh âm này mặc dù cũng không tính vào vang dội nhưng mà mỗi một chữ, tuy nhiên cũng truyền vào từng cái sinh linh trong tai. Đặc biệt là trong thanh âm ẩn chứa yên lặng, vậy mà cũng để cho toàn bộ đang nhận được đào hoa sát ảnh hưởng rất nhiều sinh linh, kia tăng tốc nhịp tim, chậm rãi chậm lại. Một ít tu vi thâm hậu, càng là tại âm thanh dưới sự kích thích, cơ hồ ngay lập tức sẽ khôi phục yên tĩnh, thành công thoát khỏi đào hoa sát ảnh hưởng, hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Chỉ có kiếm huyền tử là mặt đầy kinh ngạc, đột nhiên quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Bởi vì bọn hắn đối với cái thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc. Tại tần gia hậu sơn bên trên, một cái đồng dạng để bọn hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, bước ra một bước, bất ngờ liền đứng ở kiếm huyền tử chờ người bên cạnh. Nhìn đến kia trường sa màu trắng, yên lặng sắc mặt, diêu bạch vũ và người khác lập tức thở dài một cái nói, tần đại nhân, người rốt cuộc xuất hiện. Sau khi tần tinh chuyển thân hướng về phía bọn họ gật đầu thời điểm, bọn họ chợt phát hiện, tên tần tinh này trong hai mắt, vậy mà bao phủ một đám mây xương kiếm huyền tử càng là nhìn ra, ngoại trừ ánh mắt ra, tên tần tinh này, vậy mà có một đầu thế tóc đen, điều này cũng làm cho hắn khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi. Ai ai cũng biết, tần tinh trong tóc đen, có đến một túm màu trắng. Mặc dù đối với tinh tu lại nói, thay đổi màu tóc quả thực quá đơn giản, nhưng là hiểu rõ tần tinh người đều biết rõ, hắn tóc trắng cùng trường sa màu trắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì vì trường sam màu trắng đại biểu đồ tang, mà một túm tóc trắng đại biểu phụ thân Tần Húc Nam chết. Nếu mà không phải trước đó đã biết Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh, kiếm huyền tử có lẽ cũng không sẽ phát hiện, nhưng là bây giờ bất đồng, cho nên hắn trực tiếp lấy truyền âm hỏi, ngươi là ai? Thôn vệ phân thân đồng dạng lấy truyền âm đáp, kiếm tiền bối, ta là Tần Tinh phân thân. Đối với kiếm huyền tử lúc trước hành động, Tần Tinh một mực nhìn ở trong mắt, hơn nữa là mang trong lòng cảm kích. Kiếm huyền tử cũng không phải là người Tần Thiên Tinh nhưng lại bởi vì chính mình phó thác mà như thế tận hết sức lực giúp đỡ Tần Thiên Tinh đối kháng ngoại địa, cho nên đối với hắn, Tần Tinh cũng rốt cuộc khạc lộ ra mình bộ phận bí mật. Nhưng mà kiếm huyền tử tại sau khi nghe xong, chính là ánh mắt chừng càng đại đạo hơn, người không hề rời đi Tần Thiên Tinh. Ly khai, hiện tại ta bản tôn, tại rất xa xôi địa phương. Không có khả năng, phân thân là lấy tinh hồn tu luyện mà thành, tuy có thể trong thời gian ngắn ly khai bản tôn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ly khai quá khoảng cách xa cùng thời gian quá dài. Đây là tất cả tu luyện ra phân thân tinh tu môn đều biết rõ cơ bản thông thường. Phân thân tuy cường đại, dù sao cũng là từ tinh hồn tu luyện mà thành. Bất luận cái gì tinh tu, coi như người cường đại đi nữa, cũng không khả năng để cho tinh hồn rời thân thể quá xa hoặc là quá lâu. Nói như vậy, thân thể ngươi rất có thể liền sẽ biến thành một cụ cái xác biết đi. Vì vậy mà, kiếm huyền tử đối với tần tinh phân thân nói ra lời nói này dĩ nhiên là tràn đầy hoài nghi. Bất quá, thôn vệ phân thân cũng không khả năng quá mức cặn kẽ đi giải thích rõ, chỉ là đơn giản đáp tình huống ta có chút đặc biệt. Sau khi nói xong, phân thân liền đem sự chú ý tập trung vào xung quanh thiên hình sứ cùng long chỉ chúng trên thân, kia tràn đầy mây mù ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Một khắc này, nhưng phàm là bị tần tinh phân thân ánh mắt nhìn chăm chú những người đó, trong lòng không khỏi là dâng lên một loại cảm giác cổ quái, chính là từ mình thật giống như biến thành một đạo mỹ thực, mà đối diện tần tinh phân thân, đang suy nghĩ đến tột cùng nên ăn trước sạch kia một đạo. Ngươi là người nào, lão giả áo trắng lên tiếng trước nhất, hiển nhiên thân là long chỉ chúng mà thời gian dài nắm giữ cảm giác yêu Việt, để cho hắn thói quen đối với người phát hiệu lệnh. 16 khiến cho ngược lại không có nói gì, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía thôn vệ phân thân. Mặc dù coi như, 16 khiến cho tựa hồ đối với tần tinh phân thân xuất hiện, cũng không có phản ứng chút nào, nhưng mà trên thực tế, lúc này trong lòng của hắn chính là dâng lên một tia cảnh giác. Đào hoa sát huy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, thiên hình sứ dĩ nhiên là rõ ràng nhất, đặc biệt là rất nhiều thiên hình sứ tại dưới sự liên thủ thi triển, huy lực càng là sẽ thành gấp 10 gấp trăm lần tăng lớn. Nếu không mà nói, chỉ là 12 người, làm sao có thể chấn nhiếp tần thiên tinh nhiều như vậy sinh linh đây? Chính là tần tinh phân thân từ xuất hiện đến bây giờ, vừa vặn nói một câu đơn giản mà nói vậy mà cơ hồ liền phá hư 12 tên thiên hình sứ liên thủ thi triển ra đào hoa sát. Hoặc là chính là tần tinh phân thân thực lực kinh người, hoặc là chính là tần tinh phân thân có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Bất kể là loại khả năng kia, 16 khiến cho trong lòng đều là hết sức rõ ràng, mình những người này đối với tần tinh phân thân cũng không có một chút ưu thế. Tuy rằng đào hoa sát cũng không phải thiên hình sứ duy nhất cậy vào, nhưng mà từ trước đến giờ bọn họ cũng đã quen rồi lấy đào hoa sát đến không chiến mà thắng, hôm nay nếu xuất hiện không sợ hãi đào hoa sát người tự nhiên sẽ để cho trong lòng bọn họ sản sinh một ít áp lực so với thiên hình xứ lại nói long chỉ chúng sẽ không có loại này áp lực cùng cảm giác cho nên lúc này bọn họ tại lão giả áo trắng tỏ ý phía dưới đã lặng lẽ hướng về tần tinh phân thân nhích tới gần đi qua mãi đến đem hắn xong toàn bộ bao vây lại thôn vệ phân thân tựa hồ không cảm giác chút nào một giặc lạnh lùng nhìn chăm chú lão giả áo trắng trong lúc bất chợt hướng về phía hắn tuét miệng cười một tiếng chỉ là đây trong tươi cười cũng không có một chút nụ cười. Ngay sau đó, liền thấy thôn vệ Phân Thân Nguyên Bản cực kỳ bình thường miệng, tại đây một phát phía dưới, bất ngờ hướng về mặt hai bên, giống như xé mở ra một dạng, trực tiếp kéo dài đến bên tai địa phương. Không đợi lão giả áo trắng phục hồi tinh thần lại, tần tinh phân thân thân hình đã từ biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, căn bản không có người có thể thấy rõ hắn động tác. Nhưng mà trong nháy mắt, phân thân nhưng lại xuất hiện ở vị trí cũ, miệng cũng đã khôi phục nguyên dạng đang đưa ra đầu lưỡi đỏ chét, liếm liếm bờ môi của mình. Khóe miệng địa phương, chứa đựng một tia để cho người nhìn mà sợ cười lạnh. Nhìn trước mắt biến mất lại xuất hiện tần tinh phân thân, lại nghĩ tới vừa mới hắn tấm kia ngoác đến mang tai miệng to, lão giả áo trắng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, thân bất do so kỳ ngã lui một bước nói, ngươi, ngươi đã làm gì? Không chia đều thân trả lời, liền nghe được phía sau hắn bao quanh hắn long chỉ chúng đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, lão thất lão bắt đầu làm sao đột nhiên không rồi. Nguyên bản còn sót lại tổng cộng 14 người long trì chúng, mà bây giờ, vậy mà biến thành 12 tên, còn có hai người, liền tại dưới con mắt mọi người, đột nhiên biến mất không còn dấu tích. Mà đúng lúc này, tần tinh thôn vệ phân thân bỗng nhiên cười gần nói, ba vân tinh quân vị đạo quả nhiên chẳng có gì đặc sắc, sáu vân tinh quân vị đạo, hẳn muốn càng tốt. Nghe được câu này, tính cả lão giả áo trắng tại bên trong toàn bộ long trì chúng, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt lui về phía sau một bước thậm chí ngay cả 25 tên thiên hình sứ cũng là không nhịn được lặng lẽ thối lui ra một bước. Đến lúc này, bọn họ đương nhiên biết rõ, vừa vừa biến mất hai tên long chỉ chúng, hiển nhiên chính là bị thôn vệ phân thân ăn. Ăn thịt người, lão giả áo trắng trong thanh âm đều nhiều hơn vẻ run rẩy, đưa tay chỉ tần tinh phân thân nói, thật là to gan thú tu, lại dám ăn thịt người. Tần tinh phân thân lần nữa tết miệng cười một tiếng nói, ai nói ta là thú tu. Nụ cười này, nhất thời để cho long chỉ chúng lại thối lui ra một bước, bởi vì vừa mới tần tinh chính là một sau khi cười xong ăn hai người đừng nói long trì chúng rồi coi như là kiếm huyền tử mấy người cũng vậy trợn mắt hốc mồm tuy rằng bọn họ biết rõ tần tinh thực lực cường đại biết rõ tần tinh trên thân cất giấu rất nhiều bí mật thậm chí đều biết rõ tần tinh có thể trực tiếp thôn vệ tinh hồn thú đan nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới tần tinh vậy mà còn có thể ăn thịt người chỉ có đến từ thôn vô tộc thôn nghịch tại lúc này hai mắt vậy mà đều phóng ra ánh sáng đến gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh đôi môi đều bởi vì quá quá khích động mà khẽ run. Tuy rằng vừa mới tần tinh phân thân là đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không nhìn thấy tần tinh phân thân tuyết miệng, nhưng mà ăn thịt người hai chữ, chính là để cho hắn nghĩ tới mình nhất tộc sinh mà nắm giữ năng lực đặc thù, và tần tinh cùng thôn vô tộc lão tổ tông phòng, kia ngàn vạn lần liên hệ. chương 708 tiêu diệt từng bộ phận, nếu như người thân là nhân loại, vậy mà còn dám ăn thịt người, vậy càng không thể để ngươi sống nữa rồi, giết hắn. Mặc kệ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, cuối cùng là người hay là thú, lão giả áo trắng đều đã hạ quyết tâm, cần phải đem để giết chết. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, tính cả chính hắn tại bên trong 12 tên long chỉ chúng, lập tức đồng loạt xông về thôn vệ phân thân. Bất quá, kiếm huyền tử và người khác, cũng là cơ hội đồng thời vào tới. Nguyên bản bọn họ cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng mà tần tinh đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là đi lên liền trực tiếp ăn hai tên long chỉ chúng, chính là để bọn hắn lại lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu. Mặc kệ tần tinh biểu hiện ra hành vi có bao nhiêu quái dị, đối với hắn trên tần thiên tinh tất cả sinh linh lại nói, nhưng Thủy chung đều là đem hắn trở thành thủ lĩnh cùng trụ cột tinh thần. Hơn nữa, chỉ cần tần tinh có thể liên lụy ở ông lão mặc áo trắng kia, như vậy còn lại 11 gã long chỉ chúng, lấy kiếm huyền tử và người khác thực lực, vẫn là có thể đưa bọn họ phân biệt đánh chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là thiên hình sứ không thể nhúng tay. Thiên hình sứ từ xuất hiện cho đến bây giờ, ngoại trừ có 12 người lộ ra trên mặt mình đào hoa sát ra, có thể nói là không bị thương chút nào, chiến lực vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong. Bọn họ chỉ cần vừa ra tay, như vậy cho dù có tần tinh phân thân, tần thiên tinh cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua phần. Lão giả áo trắng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vội vàng lên tiếng hô lớn, "16 sứ, người lẽ nào liền chuẩn bị mang theo ngươi người, một mực đang kia xem náo nhiệt sao?" 16 khiến cho hơi trầm ngâm sau đó cánh tay vung lên, vậy vừa nãy lộ ra đào hoa sát 12 tên thiên hình sứ lập tức chuẩn bị hướng về kiếm huyền tử và người khác xông ra. Tuy rằng thiên hình sứ là không ưa long trì chúng, trong lời nói hết sức diễu cợt khả năng, nhưng mà đúng như thiên cơ tử theo như lời loại này, tại lợi ích chung phía trước, bọn họ khoảng cách với nhau về điểm kia ma sát nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Huống chi, thiên hình sứ đối với long trì chúng cũng có thể xem như biết gốc biết rể. Nếu long trì chúng có thể được đánh chật vật như vậy, như vậy đổi thành thiên hình sứ chỉ sợ cũng phải giống như vậy, mặc kệ tần thiên tinh những sinh linh này là làm sao làm được, trước tiên làm hết sức giết chết thêm mấy cái tinh quân, chắc là sẽ không có lỗi. Vì vậy mà, hắn mới chịu đáp ứng cùng Long chỉ chúng hợp tác, hơn nữa cũng vào lúc này phái ra 12 tên thiên hình sứ, tương trợ Long chỉ chúng. Nhưng mà ngay tại 12 tên kia thiên hình sứ vừa mới lên đường lao ra chớp mắt, một luồng căn bản không biết từ nơi nào xuất hiện hắc ám, trong lúc bất chợt liền đưa bọn họ cho bao vây lại. Hơn nữa, hắc ám vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh khoách tán, giống như là một há to mồm một dạng, không ngừng cắn nuốt rất nhiều thiên hình xứ. Hướng theo hắc ám xuất hiện, 16 khiến cho bỗng nhiên vẫy tay, một thanh dài hơn một trượng ngắn cự phủ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hai tay nắm chặt cự phủ, hướng về đang hướng mình lan tràn tới hắc ám, dùng sức thẳng bổ xuống. Tạch tạch tạch, một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng hình bán nguyệt phủ mang, từ búa bên trong bắn ra, nơi đi qua, Vậy mà đem không gian trực tiếp đánh ra một đạo đồng dạng dài đến tầm hơn 10 trượng cái khe to lớn. Một bố trực tiếp chẻ nát không gian, có thể tưởng tượng được đây một bố trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Mắt thấy Phủ Mang liền phải bổ chúng hắc ám thời điểm, hắc ám bỗng nhiên quỷ dị hướng về trên dưới hai cái phương hướng, phân ra. Nguyên bản một vùng tâm tối, trong nháy mắt liền chia làm trên dưới hai khúc, mà trung tâm địa phương, đạo này Phủ Mang trực tiếp xuyên qua mà qua, nhưng mà lại cũng không có đả thương được hắc ám chút nào cho người cảm giác giống như là bóng tối này cũng không phải vật chết, mà là có linh tính cùng ý thức vật còn sống một dạng, biết rõ 16 khiến cho đây một búa lực lượng rất mạnh, cho nên có ý tránh né mở ra. Một màn này, để cho 16 khiến cho nhất thời hơi ngẩn ra, trong đầu đột nhiên toát ra một cái để cho chính hắn đều không thể nào tin nổi ý nghĩ, chẳng lẽ nói bóng tối này, thật là sống vật, là một loại nào đó yêu linh. Chính là hắn đây ngẩn ra thần công phu, vừa mới tách ra hắc ám, đã lần nữa khép lại đến cùng một chỗ, hơn nữa nhanh chóng đem toàn bộ thiên hình xứ, tính cả 16 khiến cho tại bên trong, đều bao phủ bao vây lại. Ở những người khác xem ra, chính là trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều rồi một phiến diện tích dài đến khoảng trăm trượng hắc ám, tựa như cùng là một đóa mây đen to lớn một dạng. Nhưng mà thân trong bóng đêm thiên hình xứ nhóm, lại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, thần sắc thử ra. Bởi vì, tại mỗi người bọn họ phía trước, đều xuất hiện một đóa màu đen hoa đào. Đào hoa sát, sinh ra liền nắm giữ đào hoa sát thiên hình xứ, cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể không bị đào hoa sát ảnh hưởng. Chỉ có 16 khiến cho ỷ vào lấy thực lực cao thâm, tu vi hùng hậu, tuy rằng phía trước đào hoa sát cũng để cho hắn lần nữa có chỉ chốc lát thất thần, nhưng mà vẫn lưu lại vẻ thanh tình, vội vàng dùng lực khẽ cắn mình đầu lưỡi. Kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thời để cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, thậm chí trên mặt hắc ám đều là tan biến không còn dấu tích, lộ ra một cái đồng dạng hiện đầy vết thương, vô cùng khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không quản ngươi là ai, muốn lấy sức một mình, vây khốn chúng ta, căn bản là si tâm vọng tưởng. Hướng theo hắn dứt tiếng, phía trước hắc ám bỗng nhiên nguyễn động, mà tại loại này ngõ nguệ phía dưới, một cái bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy bóng người này, 16 khiến cho kia khuôn mặt dữ tợn bên trên lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái này nhân trường lẫn nhau, vậy mà cùng vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ăn hai cái long chỉ chúng nam tử trẻ tuổi, giống nhau như đúc. Chỉ có điều, người nam tử trẻ tuổi kia, hiện tại chính tại dẫn dắt tần thiên tinh cao thủ cùng long chỉ chúng giao thủ, làm sao có thể lại sẽ xuất hiện ở nơi này, lấy đảo hoa sát, khốn trụ mình và toàn bộ thiên hình xứ. Xong khi hắn nhìn kỹ lại mà nói, liền phát hiện trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, cùng vừa mới một cái kia, tuy rằng trên tướng mạo một dạng, nhưng vẫn có sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất, chính là ánh mắt. Vừa mới người kia trong đôi mắt tràn ngập một đám mây xương, mà người trước mắt này trong mắt, chính là một mảnh đen nhánh, nhưng mà loại này đen nhèm lại giống như là vật sống một dạng, đang không ngừng ngọ ngoài. Cái này khiến 16 khiến cho cũng không khỏi nhìn về phía bóng tối bốn phía, bất ngờ phát hiện, bóng tối này, vậy mà cũng là đang không ngừng ngọ ngoài. Quỷ dị như vậy từng hình ảnh, thật sự là vượt ra khỏi 16 khiến cho tưởng tượng, cũng để cho trong lòng của hắn cảnh giác càng sâu, không tự chủ lui về phía sau hai bước nói các hạ rốt cuộc là người nào vì cái gì có thể thi triển tộc ta đào hoa sát. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là tần tinh một cái phân thân khác, vạn nghĩ phân thân rồi. Bốn phía những cái kia hắc ám, chính là vạn nghĩ phân thân những năm gần đây tại vạn nghĩ chi ảnh tần ảnh nhi bố trí xuống ảnh giới bên trong, hấp thu được vô số ảnh tử. Hôm nay vạn nghĩ phân thân đã có thể tùy ý điều khiển những cái bóng này, lại thêm sở trường mô phỏng, cho nên mới mô phỏng rời khỏi đào hoa sát, thành công khốn trụ thiên hình xứ. Vạn nghĩ phân thân vốn là không định lộ diện, liền chuẩn bị cùng thôn vệ phân thân, một sáng một tối, liên hợp lại đối phó thiên hình sứ cùng long trì chúng. Nhưng là không cách nào vây khốn 16 sứ, buộc hắn không thể không hiện thân. Trên thực tế, vạn nghĩ phân thân cũng không đúng hy vọng xa vời mình có thể liền bằng vào ảnh tử cùng đào hoa sát, là có thể thời gian dài vây khốn toàn bộ thiên hình sứ. Dù sao vừa đến mô phỏng ra đào hoa sát, cũng không phải đặc biệt chính tông, thứ hai vạn nghĩ phân thân thực lực cũng không tính là quá mạnh, cho nên hắn mục đích chân chính, chẳng qua là muốn ngăn cản thiên hình sứ, để bọn hắn không cách nào đi trợ giúp Long Trì chúng. Nếu mà Long Trì chúng cùng thiên hình sứ liên thủ, như vậy cho dù hai cái phân thân, lại thêm kiếm huyền tử và người khác, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ, cho nên Tần Tinh mới quyết định lấy phương thức như vậy, tiêu diệt từng bộ phận.